ta có một thân bị động kỹ chương 15, mùi tử này, không cứu nổi. Vừa mới nói xong, địch hình nhi rút kiếm đâm tới. Chờ một chút. Từ tiểu thụ đẩy tay về phía trước, ra hiệu cho nàng ngừng lại, tục ngữ có câu, quân tử động khẩu không động thủ, quân tử động thủ không động kiếm. Thế này đi, ta không sử dụng kiếm, ngươi cũng không dùng kiếm, hai ta tay không tất sắc, vật lộn một phen, như thế nào, từ tiểu thụ nói xong, đặt kiếm gỗ trên lưng xuống đất. Vật lộn, địch hình như nhíu mày, nàng biết đối phương không phải cố ý, thế là thuận nói, ta biết ngươi có một thanh cửu phẩm linh kiếm, tên gọi tàn khổ. Từ tiểu thụ hắc hắc cười, từ trong giới chỉ móc tàn khổ ra, đặt trên mặt đất. Không phải hắn muốn gian lận, là bởi vì ngày hôm qua tại sân nhỏ khổ luyện kiếm thuật, hiển nhiên dùng kiếm gỗ thích hợp hơn, cho nên một mực cổng đến bây giờ. Ta biết nhục thân từ sư huynh cường hãn nhưng ta chỉ biết kiếm thuật, vậy liền đánh đi, địch hình nhi không nói nhảm, đâm tới một kiếm. Từ tiểu thụ kém chút chửi mẹ, muội tử lừa gạt hắn bỏ kiếm xuống, chuyển tay liền đánh tới, quả nhiên, không thể tin nữ nhân, lừa gạt, hắn vội vàng đứng dậy né tránh, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy kiếm chiêu của địch hình nhi vô cùng chậm, sơ hở trăm chỗ. Tu luyện không tin, cũng cho ngươi luyện tới tu vi bát cảnh. Trong nháy mắt nghiêng người, từ tiểu thụ duỗi tay muốn chặt vào hông địch hinh nhi trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh ngày hôm trước lập tức biến trưởng thành quyền địch hinh nhi phản ứng cực nhanh thu kiếm quét ngang lại lật một cái lưỡi kiếm nhắm ngay nắm đấm nếu từ tiểu thụ tiếp tục oanh lên nắm đấm nhất định sẽ một phân thành hai a à, một giây sau địch hinh nhi cảm thấy dưới chân vấp phải thứ gì trực tiếp ngã nhào xuống đất từ tiểu thụ yên lặng thu hồi chân trái trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Địch hình nhi này, tu vi bát cảnh đừng nói là giả đấy. Làm sao mỗi một kiếm đều nằm trong dự liệu, nếu như lúc này, từ tiểu thụ sách kiếm quét ngang, như vậy chiến cuộc xem như kết thúc, nhưng hắn sao có thể làm như vậy, vất vả lắm mới có chiến đấu, đương nhiên phải kiếm nhiều điểm bị động một chút. Địch hình nhi bắt lấy cơ hội, cũng không quản hình tượng, lăn mấy vòng trên đất, rời khỏi phạm vi công kích của từ tiểu thụ, cầm kiếm đứng đấy từ tiểu thụ này, cực kỳ lợi hại. Một cước đưa ra, thần lai chi bút. Chủ quan, nhìn địch hình nhi điều chỉnh trạng thái, từ tiểu thụ lần nữa lên tiếng nói, ngươi suy tính một chút, ta nói đều là thật, tuyệt không lừa ngươi. Ngươi không biết quyền pháp, kỳ thật ta cũng không biết quyền pháp, hai ta vật lộn, cực kỳ công bằng. Khán đài vốn bị một cước của từ tiểu thụ khơi lên nghị luận ầm ĩ, lúc này nghe vậy càng bắt đầu xôn xao. Vô sĩ từ tiểu thụ này cực kỳ vô sĩ, đánh lén cũng thôi đi, làm sao luôn muốn vật lộn với địch hình nhi. Đúng vậy, hắn cũng không nghĩ xem thân thể của hắn, địch sư tỷ làm sao gánh vác được. Đổi lại là ta, khẳng định sẽ không đáp ứng hắn. Vài nữ đệ tử nghe vậy đỏ mặt lên, đây đều là đám người gì, đầy miệng hổ lan chi từ. Từ tiểu thụ hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, lập tức nói bổ sung, như vậy, dục thân ta cường hãn chiếm chút ưu thế, ta chấp ngươi một tay. Mắt thấy lấy địch hình nhi lần nữa đâm tới, hắn cao giọng nói, hai tay, hai tay. Ta dùng chân đánh với ngươi, ta vật lộn. Im miệng. Mặc dù biết được từ tiểu thụ đang cố ý chọc giận mình, nhưng lúc này địch hình nhi thật không nhịn được, loại người hạ lưu vô sĩ này, nên bị một kiếm đâm xuyên. Từ tiểu thụ thậm chí không biết vì sao muội tử lại nổi giận như vậy, nhưng ngươi sinh khí thì sinh khí, kiếm pháp tinh xảo chút đừng thách khí như vậy có được không sơ hở quá nhiều cũng không biết chọn chỗ nào hạ thủ từ tiểu thụ lần nữa tránh né lần này không công kích thành khẩn nói suy tính một chút vật lộn a địch hình nhi xoát xoát đâm ra mấy kiếm tức đến sắc mặt đỏ bừng thiệt thòi lúc trước nàng còn trợ uy cho từ tiểu thụ nào ngờ hắn lại là loại người này từ sư huynh cẩn thận liên tục mười mấy kiếm đều đâm vào không khí Địch Hinh Nhi rốt cuộc ý thức được từ Tiểu Thụ hiểu chút kiếm pháp, thân pháp, nàng quyết định dùng linh kỹ. Một cổ linh khí bành trướng chấn động từ Tiểu Thụ, sau khi Địch Hinh Nhi bình phục tâm tình, kiếm của nàng bỗng nhiên chậm lại. Sắc mặt từ Tiểu Thụ càng cổ quái hơn, Bạch Vân kiếm pháp, muội tử này vậy mà muốn dùng Bạch Vân kiếm pháp đến đánh hắn, nói đùa gì thế? Từ Tiểu Thụ xoay người một cái, tay mò tàn khổ, "Ách, không thể gây tổn thương cho người." Hắn nhặt kiếm gỗ lên, Đối mặt với một thức Bạch Vân Du Du của địch Hình Nhi, thân thể nhảy lên giống như một con cá, tránh thoát mấy chục đạo kiếm quan Thính phòng xôn xao. Từ Tiểu Thụ thật có chút bản lĩnh a, à, như thế cũng tránh được, ta còn tưởng hắn chỉ có thể đón đỡ. Bạch Vân kiếm pháp, hình như Từ Tiểu Thụ cũng biết, ta nghe nói hắn luyện 3 năm, nói không chừng biết rõ sáo lộ của chiêu này. 3 năm. Gia hỏa này 3 năm chỉ mới luyện thành thứ thứ nhất Bạch Vân Du Du sao hắn lại cầm kiếm gỗ không phải hắn có cửu phẩm linh kiếm sao tất cả mọi người kinh ngạc nhìn từ tiểu thụ lông tóc không hao tổn xuyên qua kiếm võng tả di hữu động từ dưới kiếm địch hình nhi đi tới trước mặt nàng từ tiểu thụ do dự một chút lựa chọn dùng kiếm gỗ nhẹ nhàng vỗ đầu nàng ý của hắn là ngươi đã thua nếu đổi thành linh kiếm ngươi đã ngõm củ tỏi nhưng những người trên khán đài lại không nghĩ như vậy súc sinh từ tiểu thụ dừng tay a à, địch hình nhi là của ta từ tiểu thụ trời đánh chiến đấu thì chiến đấu ngươi dùng kiếm gỗ gì chứ từ tiểu thụ nâng kiếm gỗ lên quyết định lại cho nàng một cơ hội đã không thể vật lộn vậy liền chọc giận nàng để nàng trào phúng như thế cũng có thể kiếm chút điểm bị động đánh không tệ từ tiểu thụ sách ngược kiếm gỗ nhưng kiếm võng quá gấp toàn bộ trải thành một tầng một khi bị lọt tiếp theo liền sẽ bất lực. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bể nghệ, một thức bạch vân du du này còn cần cải thiện, cố lên. Tại lĩnh vực đối phương am hiểu nhất, lấy tư thái tối cao bác bỏ nàng. Loại dùng lỗ mũi nhìn người này, thái độ chỉ điểm gian sơn kia, hoàn toàn phù hợp với phong cách trùng phản diện. Thế này ai chịu nổi, là người đều sẽ bạo khởi mắng chửi, hung hăng phản bác, trào phúng mình một phen. Từ tiểu thụ cảm thấy lời này vừa ra, không ai có thể nhịn được, hắn rất hài lòng đối với ngữ khí của mình. Nào ngờ, địch Hinh nhi đúng là không để ý đến kiếm gỗ liên tục gõ đầu mình, phối hợp suy nghĩ. Từ tiểu thụ nói rất có lý, đừng nói hắn am hiểu nhất không phải vật lộn, mà là kiếm thuật, nghe nói hình như trước đây hắn có tu luyện qua bạch vân kiếm pháp, từ tiểu thụ nhất thời có chút xấu hổ, hắn nhìn đối phương sợ run, kiếm gỗ trên đầu lấy xuống không được, để yên cũng không xong. Mụi tử, chúng ta đang chiến đấu đấy, ngươi ngộ đạo cái gì, địch hình nhi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn từ tiểu thụ đặt kiếm gỗ ở trên đầu mình, lập tức ý thức được không đúng, mình làm sao bệnh cũ tái phát. Lúc này đang chiến đấu, không thể suy nghĩ lung tung, gò má nàng ửng hồng, kéo dài khoảng cách, trong mắt có dị sắc, tự hồ muốn nói lại thôi. Nhận cảm kích, điểm bị động, cộng một. Từ tiểu thụ. Mụi tử này đơn thuần như vậy thật cho rằng mình đang chỉ điểm nàng, lại đến, địch hình nhi cuối cùng vẫn không nói ra nổi lời cảm tạ, trung lấy kiếm hoa lướt đến, tự hồ muốn cuốn từ tiểu thụ vào vòng xoáy kiếm khí, bạch vân kiếm pháp thức thứ hai, vân quyển vân thư. Ánh mắt từ tiểu thụ sáng lên, bộ kiếm pháp ba năm hắn chỉ học được mỗi thức thứ nhất, lúc này xem ra, tự hồ đơn giản hơn không ít, hắn thử thăm dò tiến vào vòng xoáy kiếm khí của địch hình nhi, bắt chước kiếm pháp đối phương, vũ ra kiếm hoa, tá lực đã lực, đánh rơi toàn bộ kiếm ảnh đâm tới. Địch hình nhi ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy kiếm của mình bị đối phương lôi kéo đâm lệch sang bên cạnh, mà kiếm gỗ của từ tiểu thụ lại dừng ở trên bả vai nàng, nhẹ nhàng vỗ vào gương mặt có chút thịt của nàng. Ba, thanh âm không lớn, nhưng trong lòng tất cả mọi người trên khán đài đều tự giác não bổ âm thành, từng người phẫn nộ đứng lên. Súc sinh, từ tiểu thụ, cướp đi địch sư tỷ, ngươi chết không yên lành mang kiếm đến cho ta, ta nhất định phải truy sát hắn đến chân trời góc biển. Có hộ hoa sứ giả đứng bên phía địch hình nhi, đương nhiên cũng có thiếu nữ bị hai kiếm của từ tiểu thụ chinh phục. A a a tâm ta bị hòa tan, từ tiểu thụ, mời đập ta. Từ tiểu thụ, chiến đầu đàng hoàng, ta không cho phép ngươi ôm nhu như thế. Từ tiểu thụ, ngươi điên rồi, dám ở trước mặt ta tán tỉnh nữ nhân khác. Từ tiểu thụ biểu thị cực kỳ xấu hổ, Hắn cũng rất muốn đại chiến một trận, nhưng hiển nhiên lực công kích của kiếm gỗ không cho phép, chỉ có thể làm được như thế. Ngoại trừ đập, vỗ, nó nào có lực công kích, mà nếu như đổi thành tàn khổ, địch hình nhi rõ ràng không chịu nổi nha. Vạn nhất kiếm ý lần trước đột kích, xoắn một cô gái xinh đẹp như thế thành thịt vụn thì biết làm sao, mặt địch hình nhi đỏ bừng, nhưng lần này nàng không có né tránh ánh mắt của hắn, mà là dùng ánh mắt sáng rực nhìn thẳng từ tiểu thụ từ tiểu thụ giật mình, đây là ý gì? Muốn ta giải thích, hắn thử dò xét nói, một kiếm này hẳn là liên chiêu nối tiếp với kiếm võng vừa rồi, nếu như địch nhân bị ngươi tổn thương, ngươi mượn kiếm thế ép xuống, một lần đoạt thắng. Còn nếu như địch nhân đột phá kiếm võng, ngươi liền thu thế quấn quanh, lấy một thức vân quyển vân thư này quấn lấy công kích đối phương, chuyển tiếp, chuẩn bị cho kiếm chiêu tiếp theo. Có trời đất chứng giám, hắn chỉ thuận miệng nói đối phương vậy mà lộ ra biểu lộ đại ngộ. Nhận cảm kích, điểm bị động, cộng một. Từ tiểu thụ bó tay rồi, hắn đang cân nhắc có nên tiếp tục lừa điểm bị động của cô nương này nữa hay không, nói thật, lương tâm của hắn không cho phép. Địch hình nhi lần nữa kéo dài khoảng cách, yêu kiều quát một tiếng, thức thứ ba, vân lý vụ lý. Từ tiểu thụ vội vàng đâm tới một kiếm, lần này tăng chút cường độ, trước khi địch hình nhi xuất kiếm, đập vào trên cổ tay nàng, khiến kiếm trong tay nàng rơi xuống đất. Địch Hinh Nhi kinh ngạc nhìn từ tiểu thụ, trong mắt có ủy khuất. Khụ khụ. Từ tiểu thụ ho khan vài tiếng, đại tỷ à, xuống đi, ánh mắt của ngươi không được bình thường, tiếp tục đánh, ta sợ sẽ cọ ra tia điện đấy. Kiếm gỗ chỉ thẳng ít hầu địch Hinh Nhi, hắn quyết định phải bóc chết đoạn tình cảm này từ trong trứng nước. Ngươi thua. Ngữ khí cao cao tại thượng, hy vọng có thể khiến cho địch Hinh Nhi phản cảm địch hình nhi tự hồ ý thức được chuyện gì, hóa ủy khuất thành cảm kích, vui vẻ ra mặt nói, đa tạ từ sư huynh chỉ điểm, thi đấu có hạn chế thời gian, ngày sau có cơ hội lại thỉnh giáo. Nhận cảm kích, điểm bị động, cộng một. Từ tiểu thụ. muội tử này, không cứu nổi. Tranh tài kết thúc. Trọng tài vung tay lên, tuyên bố từ tiểu thụ thu được trận thắng đầu tiên, sau đó ông ta nhìn thấy gia hỏa này vội vã chạy ra lôi đài, tự hồ còn nhanh hơn cả địch hình nhi một chút. Trọng tài kinh ngạc hỏi, ngươi đi làm gì? Hử! Từ tiểu thủ kinh ngạc quay đầu, nghỉ ngơi, không phải cho tuyển thủ thời gian nửa nén hương khôi phục trạng thái sao? Hắn lần đầu tiên tham gia thi đấu không sai, nhưng nhìn hai năm, quy tắc rõ đến từng chi tiết. Trọng tài bó tay rồi, trong cuộc đời làm trọng tài của ông ta, chưa từng nhìn thấy tuyển thủ nào như thế. Ai không phải thoải mái ngồi trên lôi đài khôi phục, hoặc là vung tay lên trực tiếp bắt đầu trận chiến tiếp theo ngươi ngược lại tốt còn muốn chạy ra ngoài vất vả lắm mới nhìn thấy tiểu tử này thi đấu bình thường thế nhưng vừa kết thúc liền lộ ra nguyên hình ngươi ra ngoài làm gì nơi này không khôi phục được trọng tài hỏi đi tè a à. cái chỗ chết tiệt này bị kết giới bao phủ trừ không khí và ngươi ra cái gì cũng không có ta đương nhiên muốn đi ra ngoài từ tiểu thụ một mặt đương nhiên đã trọng tài lên tiếng hắn cũng không thể không quan tâm cùng đi trọng tài ta mẹ nó không phải có ý này khóe miệng tiếu thất tu ở trên hư không cũng nhếch lên ông ta rất để ý từ tiểu thụ nói đúng hơn gia hỏa này vẫn còn nằm trong danh sách trọng điểm chú ý không chỉ bởi vì nhục thân tiên thiên mà quan trọng hơn là ông ta nhìn thấy kiếm pháp của từ tiểu thụ người khác có lẽ sẽ bị cử chỉ ngôn từ không đứng đắn hấp dẫn nhưng tiếu thất tu đứng ở ngoài cuộc có thể nhìn ra hai kiếm này của từ tiểu thụ tuyệt không đơn giản hắn tu luyện qua bạch vân kiếm pháp là bởi vì nguyên nhân này cho nên ngày đó hắn nói là thật hôm đó sau khi rời khỏi tiểu viện của từ tiểu thụ ông ta cùng kiều trưởng lão cũng không có tìm được đệ tử kiếm tu kia mới vừa lĩnh ngộ hậu thiên kiếm ý kiếm tu kia không thể hoàn mỹ thu liễm khí tức nhưng hết lần này tới lần khác bọn không không tìm thấy Chẳng lẽ từ tiểu thụ thật là tên kiếm tu kia, tiếu thất tu cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hoang đường, khí tức người khác không cách nào thu liễm, chẳng lẽ từ tiểu thụ hắn lại có thể mang thiên quá hải ở trước mặt hai người bọn họ, tuyệt đối không thể, ánh mắt nhìn sang lôi đài khác, quả nhiên, hai cái tiểu gia hỏa kia gần như đồng thời đánh bay đối thủ ra khỏi lôi đài. Tiếu thất tu lấy ra một trang giấy, bên cạnh nhớ vừa nói, mạc mạc, triêu thanh đằng, tam thắng liên tiếp, từ tiểu thụ vừa ra kết giới, liền nghe được câu nói này, trong lòng liếu lưỡi. Đây cũng nhanh quá đi, đánh như thế nào, bất quá quả thật chỉ có hai người này mới có tốc độ nhanh như thế. Đệ nhất và đệ nhị phong vân bản lần trước, hai tên tiên thiên. Rất nhanh hắn liền bỏ qua vấn đề này, ánh mắt nhìn lên khán đài, muốn tìm tô thiển thiển cùng bằng hữu của nàng ngày đó đến xem hắn thi đấu. Y, không tìm được. Bởi vì người đến xem hắn nhiều lắm, đều đang nhiệt tình ngoắc ngoắc hắn từ tiểu thụ cố lên từ tiểu thụ nơi này ta ở chỗ này kiếm gỗ chính là thanh kiếm gỗ này xin hãy đập ta từ tiểu thụ ta yêu ngươi a a a hắn ta kìa a à, ta chết đây từ tiểu thụ từ bỏ tìm kiếm dù sao cũng không phải đại sự gì hắn vui tươi hớn hở phất tay cảm ơn điểm bị động liên tục ập đến nhận cổ vũ điểm bị động, cộng 89. Nhận khen ngợi, điểm bị động, cộng 94. Nhận thổ lộ, điểm bị động, cộng 66. Thổ lộ, từ tiểu thụ giật mình một cái, họa phong lẫn vào thứ đồ gì, hắn cảm thấy đám người kia còn điên cuồng hơn lúc mở màn cũng không biết làm sao, hình như còn loáng thoáng nghe thấy kiếm gỗ, từ tiểu thụ rút thanh kiếm gỗ ra, kiếm chỉ thính phòng. Muốn thứ này. Ngữ khí hỏi thăm nhàn nhạt, phối hợp với khuôn mặt không tục, cộng thêm thân thể được cường tráng cải tạo, từ tiểu thụ một lời nói ra, nữ đệ tử trên kháng đài nổ tung. Nhận thổ lộ, điểm bị động, cộng 99. Nhận thổ lộ, điểm bị động, cộng 164. Nhận thổ lộ, điểm bị động, cộng 323. Nhận nguyền rủa điểm bị động, cộng 2. Ngoạ tàu, điên cuồng như thế, từ tiểu thụ bịt lấy lỗ tai, kém chút bị dọa đến lui vào trong kết giới. Ổn định, ta có thể thắng. Nhất định phải kháng trụ điểm bị động tiến công, ta nhất định có thể. Từ tiểu thụ, đã đến giờ. Âm thanh của trọng tài rốt cuộc giải cứu hắn, từ tiểu thụ mãnh liệt chui vào trong kết giới, không gian khôi phục yên tĩnh. Màn sáng lấp lóe, dừng lại, trọng tài hô lên đối thủ kế tiếp của hắn, Lưu Chấn. Bên trên suốt vân thai, Lưu Chấn đang bịt lấy lỗ tai mộng bức, này chu tá từ bên cạnh đi tới y đã liên tục nhận thua hai trận lúc này nhìn thấy một màn này lập tức vui vẻ lưu sư huynh cố lên tháo hết phụ trọng đi thuận tiện thay văn lão đại giáo húng hắn một chút gia hỏa này xong đời lại dám đùa dẫn địch sư tỷ lưu chấn trầm mặt đi lên lôi đài từ tiểu thụ cười hắc hắc nói là ngươi à không phải oan gia không gặp gỡ tốt ngươi là quyền sư đúng không ta rất thích đánh với quyền sư. Hắn vừa nói, vừa nhìn Lưu Chấn một mực giữ im lặng, trong lòng lập tức lột bột, đừng nói gia hỏa này cũng muốn nhận thua, chưa chiến đã sợ, đối địch đại kỵ. Không đánh mà chạy. Mặt Lưu Chấn tối sầm, mở miệng đánh gãy, ta không muốn nhận thua. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Là nam nhân. Thống khoái. Lưu Chấn. Gã luôn cảm thấy tên từ tiểu thụ này ngụy trang khắp người, đang tận lực lừa gạt mọi người, mà sự thật nhiều lần chứng minh, tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Từ sau khi xuất quan, hắn cũng không phải ngủ cảnh, những lời khoác lác hắn nói kia, toàn bộ đều là thật. Nếu không, tiểu tử này sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, nhảy lên lục cảnh đỉnh phong, còn có nhục thân tiên thiên, người khác nhìn không ra, nhưng không giấu được lưu chấn gã. Còn có kiếm pháp vừa rồi. Còn có. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc nhìn cục tin tức nhận hoài nghi điểm bị động cộng một nhận hoài nghi điểm bị động cộng một nhận hoài nghi điểm bị động cộng một tin tức liên tiếp không ngừng đổi mới khiến hắn trực tiếp mộng tình huống gì thế này trọng tài lưu chấn không có khả năng chẳng lẽ bên trong kết giới này còn có người thứ tư con ngươi Từ Tiểu Thụ co rụt lại ba ngày ban mặt càng không sáng sủa không sợ trọng tài ta hoài nghi trong kết giới có thứ không sạch sẽ lẫn vào ngươi mau tìm xem từ tiểu thụ hét lớn trọng tài che tráng xong gia hỏa này lại tới mới yên tĩnh bao lâu từ tiểu thụ đã sắp khóc lên cục tin tức không người đổi mới thế nhưng hắn không cách nào bại lộ chuyện này ra được thật ngươi phải tin tưởng ta trong đây tuyệt đối có người thứ tư không có lẽ không phải người từ tiểu thụ nhào tới sắc mặt trọng tài đen thui mời tuyển thủ về chỗ đừng ôm đùi ta mời trở về điều tức mời về chỗ lưu chấn thở dài một hơi giả còn giả ngươi thật sự cho rằng ta giống như đám phàm phu tục tử kia không nhìn ra ngươi ngụy trang gã lắc lắc tay ánh mắt nhìn vào bao các màu đen trên cánh tay da hỏa này thật là sâu không lường được xem ra mình nhất định phải bại lộ một ít ác chủ bài bành bành trên tay, trên chân, trên bụng, bao các màu đen toàn bộ giải khai, nền ở trên lôi đài, khiến cho mặt đất đều lõm xuống. Khí tức tu vi lưu chấn không ngừng tăng lên, thất cảnh, bát cảnh, cửu cảnh. Thập cảnh, luyện linh đỉnh phong, trọng tài cùng từ tiểu thụ đồng thời ghé mắt, hai người đều choáng váng, gia hỏa này, giả heo ăn thịt hổ, lưu chấn nhìn chấn kinh trong mắt từ tiểu thụ, lạnh lùng cười. Từ tiểu thụ, đừng giả bộ nữa, ta sẽ dùng hết toàn lực đánh bại ngươi ngụy trang của ngươi với ta mà nói vô dụng tình huống như thế nào gia hỏa này đang nói cái gì từ tiểu thụ trọng tài không làm gì được vị tuyển thủ kỳ hoa dưới chân mình đành phải vung tay lên nói tranh tài bắt đầu lưu chấn nắm chặt nắm đấm vọt tới chỗ trọng tài dọa từ tiểu thụ nhảy dựng lên lúc này từ tiểu thụ buông đùi trọng tài ra tranh tài bắt đầu nếu mình mình vẫn cuốn lấy trọng tài, sẽ bị phán phạm quy. Hắn điều chỉnh tâm tình, đối mặt thập cảnh, không thể không thận trọng một chút. Lưu chấn không phải đám người thi đấu tiểu tổ lúc trước, thập cảnh có thể xưng nửa bước tiên thiên, đương nhiên không phải chuyện đùa. Kết quả là, quyền ảnh màu đen bao phủ, từ tiểu thụ hốt hoảng xuất thủ, nửa đường quyền ảnh cũng không chặn được, lại trở thành bao cát. Phanh phanh. Âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên, Người trên khán đài đứng ngồi không yên. Xuất hiện từ đống cát. Gia hỏa này có bệnh không, mỗi lần đều muốn vật lộn, cho dù muốn tận chiến cũng đừng dùng mặt tiếp chứ. Từ Tiểu Thụ nhìn qua thật không giống như biết quyền pháp, vẫn là lưu chấn lợi hại hơn. Từ Tiểu Thụ thầm hô không ổn, lưu chấn hoàn toàn dở xuống ngụy trang, từng quyền oanh tới, hắn cảm thấy thân thể sắp không chống đỡ nổi. Đây là quyền pháp gì? vậy mà có thể khiến cho nhục thân tiên thiên cảm thấy đau đớn, từ tiểu thụ chỉ có thể che hạ bộ, bị lưu chấn đánh lui từng bước một. Nhận công kích, điểm bị động, cộng 2. Nhận công kích, điểm bị động, cộng 2. Nhận công kích, điểm bị động, cộng 2. Xảy ra chuyện gì, mỗi một quyền được tới hai điểm điểm bị động, không khoa học, từ tiểu thụ càng đánh càng kinh, cục tin tức không có khả năng phạm sai lầm, vậy chỉ có một khả năng, quyền pháp của lưu chấn không chỉ liên miên bất tuyệt mà còn có sông trọng kình hắn tra xét thân thể mình quả nhiên phát hiện mỗi một quyền của lưu chấn đều vụn trộm lưu lại một đạo năng lượng màu đen ở trong cơ thể mình nhỏ bé không thể nhận ra quyền pháp thật âm hiểm hắn không biết thứ này có tác dụng gì nhưng vụng trộm lưu tại thể nội khẳng định là ẩn dấu huyền cơ mắt thấy sắp bị oanh ra lôi đài từ tiểu thụ cũng gấp lần này đã khinh thường hắn hẳn nên rút kiếm trước có lẽ còn có thực lực đánh một trận hiện tại quyền thế liên miên hắn muốn lấy kiếm từ trong giới chỉ ra cũng không được lưu chấn cho chút cơ hội từ tiểu thụ thành khẩn nói nhưng mà lưu chấn giữ im lặng quyền thế mạnh hơn gã biết từ tiểu thụ nhiều lần ra ám chiêu gã từng tại tiểu tổ thi đấu quan sát toàn bộ quá trình hắn đạt quán quân sao có thể cho hắn cơ hội ngươi đừng ép ta từ tiểu thụ oán hận nói chỉ còn mấy bước hắn sẽ bị oanh xuống lôi đài lưu chấn mắt điếc tai ngơ quyền tốc xé gió suy suy rung động từ tiểu thụ nhịn không được hắn cực kỳ gian nan rút ra một cánh tay từ trong quyền ảnh hội tụ linh lực mãnh liệt dựng lên sắc bén xem ta có đâm chết ngươi không mặc dù ta đánh không tới ngươi nhưng ngươi có thể đánh tới ta chỉ cần ngón tay ngươi đánh vào chỗ này ngươi liền phải chảy máu a à. quả nhiên một giây sau Lưu Chấn liền kinh hô một tiếng kéo dài khoảng cách. Bên trong ngàn vạn quyền ảnh, luôn có một quyền anh vào thủ trưởng của từ tiểu thụ, dưới tình huống không phòng bị, không kịp đề phòng, Lưu Chấn đau đến nắm đấm đều muốn vỡ ra. Cũng may gã từng khổ luyện qua, mặc dù nhục thân không phải tiên thiên, nhưng cũng mạnh hơn người bình thường mấy lần, nếu không dưới một kích này, toàn bộ ngón tay đều đã bị đứt lìa. Làm sao có thể? Ánh mắt Lưu Chấn chấn kinh, gã biết từ tiểu thụ không biết quyền pháp sao có thể từ bên trong vô số quyền ảnh rút dao tổn thương mình một giây sau gã nhìn thấy từ tiểu thụ vặn vẹo ngón tay tay phải máu me đầm đìa đại ám kiếp quyền của mình đều đánh ra nhị trọng ám tình hắn không có khả năng đổ máu nói cách khác máu này là của mình cho nên gia hỏa này dùng ngón tay phá đại ám kiếp quyền làm sao có thể đây là công pháp gì lưu chấn trực tiếp hỏi tò mò không tiếp tục công kích từ tiểu thụ bị một quyền đánh lui đến bờ lôi đài ngón tay kém chút gãy mất cũng may cuối cùng hóa giải ván này hắn cưỡng ép tách ngón tay ra hít một hơi trả lời sắc bén nhận hoài nghi điểm bị động cộng một từ tiểu thụ ngươi hỏi còn có ý nghĩa gì ta trả lời ngươi lại không tin còn không bằng không hỏi đám người trên khán đài đều đứng lên nhao nhao không dám tin làm sao phá cục ta nhìn thế nào cũng không hiểu sao lưu chấn đột nhiên dừng lại ngươi nhìn tay từ tiểu thụ đang chảy máu kia hẳn là máu của lưu chấn nói đùa gì thế ngươi còn nhìn không ra linh kỹ của lưu chấn đây chính là đại ám kiếp quyền cấp bậc tiên thiên sao có thể bị ngón tay từ tiểu thụ phá mất cái gì linh kỷ tiên thiên có một người sáng suốt nhìn ra tất cả mọi người đều lập tức kinh ngạc linh kỷ tiên thiên đây là thứ có thể ngộ không thể cầu đệ tử ngoại môn làm sao có thể có được linh kỷ tiên thiên cho dù có được lưu chấn sao có thể luyện thành từ tiểu thụ cơ bản đã đoán ra đẳng cấp quyền pháp của lưu chấn không thấp nếu không tuyệt đối không thể tổn thương được mình liên tiếp đã kích không biết đau hơn tiểu tổ thi đấu bao nhiêu lần đây là còn chưa tính đến luồng năng lượng màu đen ở trong cơ thể mình kia từ tiểu thụ có chút luống cuống thứ này đẩy cũng không chịu ra đoán chừng sẽ ở thời khắc mấu chốt âm mình một phen, cũng may có cột tin tức, nếu không mình chết thế nào cũng không biết. Mắt thấy lấy lưu chấn lại muốn tiếp tục vọt qua, hắn vội vàng chuyển di trận địa, vừa đi vừa móc ra kiếm gỗ nói, quân tử động khẩu không động thủ, chúng ta đừng dùng quả đấm, dùng kiếm gỗ tỉ thí một phen có được không? Điểm đến là dừng, đừng manh động. Điểm bị động này, hắn ăn không tiêu, từ tiểu thụ quyết định nhận sợ trọng tài đều kinh hãi phần trước đâu làm sao không thấy bị ngươi ăn rồi người trên khán đài cười phun ra từng tên vỗ đùi ta không được rồi cái tên từ tiểu thụ này quá biết tấu hài hắn quên trận trước đã nói quân tử động thủ không động kiếm à làm sao hiện tại thật động thủ lập tức nhận sợ a a a từ tiểu thụ thật hài hước ta không được âm thanh bành vang lên mặt đất tuôn bị linh lực trùng kích, lưu chấn cả người lao đến giống như đạn pháo, quyền ảnh trong nháy mắt bao phủ. Đậu xanh, còn tới. Từ tiểu thụ trong nháy mắt thu hồi kiếm gỗ, chuyển tay lấy ra tàn khổ, không lấy không được, nếu đối phương oanh trúng một kích này, mình tuyệt đối sẽ bị đánh bay ra khỏi lôi đài. Còn may, ta có ác chủ bài. Bạch Vân Du Du Hắn hoành ra một kiếm, giữa thiên địa tựa như có bão cắt nổi lên, một cổ đại thế sắp thành hình, ngay cả người trên khán đài đều ngồi nghiêm chỉnh, không nháy mắt một cái. Ám kiếm, khai. Lưu Chấn dùng đầu gối nghĩ cũng biết từ tiểu thụ muốn thả đại chiêu, thân thể trên không trung cưỡng ép bóp một cái ấn quyết, trực tiếp dẫn bạo mấy ngàn ám kình lúc trước lưu lại. Bành, thân thể từ tiểu thụ xuất hiện huyết vụ, đôi mắt đều kém chút lòi ra, toàn thân nổi gân xanh, có thể thấy tiếp nhận thống khổ bao lớn. Hắn biết đối phương có lưu hậu thủ, lại không nghĩ tới, hậu thủ này lại kinh khủng như vậy. Từ tiểu thụ gắt gao cắn răng, miệng phồng lên giống như con cóc, cưỡng ép không phun ra máu. Người trên khán đài đều bị kinh trụ, không ngờ tình huống chuyển tiếp đột ngột, trận chiến này vậy mà thảm thiết đến như vậy, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Từ tiểu thụ, cố lên. Bọn họ đều âm thầm cổ vũ cho từ tiểu thụ, mặc dù gia hỏa này không đứng đắn, khiến cho người ta hận đến nghiến răng nhưng từ đầu đến cuối đều là người bị đánh. Thập cảnh treo lục cảnh lên đánh, khiến người nhìn mà thương. Trọng tài hơi công bắp chân, mãnh liệt xông tới, ông ta không thể để cho từ tiểu thụ đón lấy quyền kế tiếp của Lưu Chấn, sẽ chết người. Ông ta biết đại ám kiếp quyền mạnh bao nhiêu, theo quyền số điệp gia, ám kình càng đáng sợ, từ tiểu thụ chịu hơn ngàn quyền, ám kình đã đủ để tiên thiên cao thủ trực tiếp nổ tung. Cũng may hắn có nhục thân tiên thiên, trong lòng trọng tài cũng bớt lo. Trong lúc ông ta sắp tiếp cận từ tiểu thụ, bỗng nhiên nhìn thấy tiểu tử này trong lúc cố nến không phun máu, sau lưng còn vụng trộm làm thủ thế với ông ta. Không cần ta, trong lòng trọng tài cuồng loạn, theo lý thuyết ông ta hẳn nên ngăn cản, nhưng chẳng biết tại sao, giờ khắc này ông ta vậy mà lựa chọn tin tưởng từ tiểu thụ, thân hình dừng lại. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, bởi vì một quyền của Lưu Chấn đã đến đỉnh, Thẳng hướng tầm của Từ Tiểu Thụ. Phốt Thời khắc mấu chốt, Từ Tiểu Thụ mãnh liệt phun máu, phun đại lượng huyết dịch vừa rồi góp nhặt ra, trong nháy mắt dán vào mặt Lưu Chấn, khiến ánh mắt gã mơ hồ. Nhưng thế thì có tác dụng gì, người trên khán đài thấy rõ rành mạch, Từ Tiểu Thụ đã không có năng lực né tránh, hắn bị ám kình nổ đến mất đi năng lực hành động. "Ra ngoài đi!" Lưu Chấn gầm thét. Phanh một tiếng, một quyền này đánh vào trán Từ Tiểu Thụ, trực tiếp đánh bay một giây sau gã cảm giác mình vậy đằng không bay lên xảy ra chuyện gì gã lau đi huyết dịch trên mặt phát hiện gia hỏa kia đang dùng chân kẹp lấy mình cùng bay lên không trung cái tráng từ tiểu thụ có máu chân lại như gọng kìm gắt gao kẹp eo gã lại cùng nhau bay ra khỏi lôi đài hình tượng hai người dây dưa trên không trung quỷ dị như vậy thời gian phản phất dừng lại tại thời khắc này đồng quy vu tận người trên kháng đài kinh hải bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, trong lúc cái tráng từ tiểu thụ thụ quyền, vậy mà chủ động nên tiếp lưu chấn, trong tích tắc lưu chấn mất đi tầm nhìn, hai chân chăm chú cuốn lấy. Trước dùng máu vô hiệu hóa ánh mắt, sau lại dùng chân cuộn eo, đây là chiến thuật trong chớp mắt nghĩ ra được, không thể tin, thả ta ra. Hai người từ không trung rơi thẳng xuống, lưu chấn lại muốn xuất quyền, nếu gã không xuất thủ, mình từ độ cao 3 mét rơi xuống, đầu chạm đất, khẳng định sẽ mát nhục thân của gã không bằng từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ ha ha cười to, thân thể của hắn cuộn lại, trong nháy mắt hóa thành phong hỏa luân, để gã không đánh mình được. Cao tốc xoay tròn, đầu hắn chống đỡ lấy chân lưu chấn, hai tay ngược lại bắt mắt cá chân của gã, hai chân buông lỏng phần eo, mượn lực trên không trung vọt lên, hung hăng quẳng gã xuống mặt đất. Phanh, khói bụi nổi lên bốn phía, lưu chấn rơi xuống đất đầu tiên, ngã thất điên bác đảo. Bành, khói bụi nổi lên bốn phía, từ tiểu thụ cực kỳ ưu nhã nện lên trên người lưu chấn. Hắn phun ra một nguồn máu, vừa phất tay với đám người đã không nói thành lời ở trên lôi đài, vừa thấp giọng nói, lưu chấn, ngươi rất lợi hại. Lưu chấn, đây là quyền pháp gì? Lưu chấn, ngươi dạy ta không được khinh thường, ta nhớ kỹ. Lưu chấn bị hỏi liên tục, rốt cuộc khiến gã lấy lại tinh thần, không còn im lặng là vàng giống như lúc trước, tức hỗn hển nói, người mẹ nó cút xuống người ta rầm rầm trên kháng đài truyền đến tiếng vỗ tay giống như sấm sét không hề nghi ngờ cuộc chiến này cực kỳ đặc sắc biến đổi bất ngờ vốn cho rằng lưu chấn đánh ra đại ám kiếp quyền liên miên từ tiểu thụ không chống đỡ được nào ngờ hắn vậy mà dùng ngón tay phá quyền phản hồi cục diện vốn cho rằng ám kiếp nổ tung bản thân từ tiểu thụ bị trọng thương hết cách xoay chuyển không ngờ hắn tương kế tựu kế một nguồn máu chu phủ tầm nhìn hóa bị động thành chủ động quan trọng nhất là tuyệt chiêu phong hỏa luân cấp tốc xoay tròn trên không trung kia không chỉ xoay đến lưu chấn hoài nghi nhân sinh mà còn một chiêu linh dương móc sừng phía sau phản ném lưu chấn triển lộ ra kỹ nghệ vật lộn siêu cường của từ tiểu thụ mà người khởi xướng từ tiểu thụ lại biểu thị nếu như không có cường tráng hắn cơ bản đã treo ám kình của đại ám kiếp quyền quả thực đáng sợ mặc dù hắn chuyển bại thành thắng nhưng lúc này đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Ngươi cần nghỉ ngơi không, trọng tài chạy tới. Có. Từ tiểu thụ gật đầu. Trọng tài hít một hơi thật sâu, chỉ vào lưu chấn dưới thân từ tiểu thụ, hắn cũng cần. Lúc này lưu chấn đã ngất đi, không biết là quảng ngất hay là bị tức ngất. Từ tiểu thụ xấu hổ đứng dậy, cuối cùng nhường tuyển thủ lưu chấn cho nhân viên công tác khiên đi. Không đi vào khôi phục, trọng tài hỏi, từ tiểu thụ liếc mắt khán giả đứng dậy vỗ tay, nói đùa, làm sao có thể đi vào, hắn lắc đầu, chuyển lực chú ý vào trong đầu. Nhận cổ vũ, điểm bị động, cộng 242. Nhận khen ngợi, điểm bị động, cộng 366. Tin tức từng đợt đổi mới lấy, thời gian nửa nén hương, điểm bị động góp nhặt được còn cao hơn cả hai trận cộng lại mấy lần. Từ tiểu thụ nhịn không được nhìn xuống, điểm bị động, 7255 chật chật, địch hình nhi cống hiến có mấy điểm, mà một mình lưu chấn đã góp cho hắn hơn ngàn. Phần còn lại, đều là trong lúc nghỉ giải lao, các lão gia điên cuồng trên khán đài ban tặng. Cái số này vẫn đang không ngừng tăng vọt. Từ tiểu thụ không quan tâm, mà là xem xét tình huống thân thể mình. Ám kiếp bạo tạc, bản thân hắn bị trọng thương, có thể nói những thao tác ở phía sau đều là ý chí chống đỡ đánh ra đến. Lúc này vừa buông lỏng, hắn cơ bản mất đi năng lực hành động, cho dù nhếch miệng cũng cảm thấy đau. Nhưng mà, còn một trận, từ tiểu thụ khẽ cắn môi, ngồi ngay ngắn ở trên xuất vân thai, chuyển thân thể, đưa lưng về phía người xem. Hắn móc ra một bình đan dược, đây là lúc tiểu tổ thi đấu kết thúc, kiều trưởng lão cho hắn, linh đan chữa thương thập phẩm, xích kim đan. Liều mạng, từ tiểu thụ giống như liều chết, cầm lên một viên xích kim đan, không dám hít mạnh, chỉ nhẹ nhàng ngửi một cái. Nhất thời, hắn phản phất giống như bị sét đánh, hai mắt trắng giả, thân thể run lên cầm cập. Nga nga nga. Người trên khán đài chú ý tới từ tiểu thụ, lúc này nhìn thấy hắn xoay lưng lại, bỗng nhiên rung rẩy lên, từng tên duỗi cổ, hết sức tò mò. Hắn đang làm gì? Cắn đang dược. Đây là đang dược gì, thoải mái như thế? Đây là độc đan à, kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, lúc đầu từ tiểu thụ ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể khẽ đảo, sau đó ngã phịch xuống mặt đất, cả người tạo thành hình chữ đại, mềm nhũng giống như đống bùn nhão. Hắn ăn thứ gì thế, trung thành bộ dạng này. Gia hỏa này có thuộc tính chấn động à, trong đầu tất cả mọi người lập tức toát ra dấu chấm hỏi, từ tiểu thụ trong lúc vô thức lại thu được một sóng lớn hoài nghi. Trọng tài đều sợ tè ra quần, mẹ nó tình huống như thế nào, vừa mới đưa tiễn lưu chấn, ngươi cũng đổ, người đã lớn như thế rồi có thể khiến người làm trọng tài như ta bớt lo một chút được không ông ta vội vàng mang theo nhân viên y tế chạy tới vừa xem mạch vừa xoa bóc huyệt nhân trung của từ tiểu thụ nga nga không không sao từ tiểu thụ miệng sùi bọt mép trọng tài kém chút chửi mẹ bộ dáng này giống như không có việc gì sao nếu ngươi không chịu nổi thì nói một tiếng ta mang ngươi đi chữa thương trọng tài muốn nhấn lấy bộ ngực hắn ngăn hắn run rẩy. Từ tiểu thụ đang nghe chuyện trên TV audio cv hai mắt trắng giả, dãy dụ muốn ngồi dậy, thế nhưng toàn thân bất lực, hắn suy yếu cầm thét, đừng đừng đụng ta. Hiện tại thể chất mẫn cảm, nga nga nga. Trọng tài, ông ta yên lặng thu hồi hai tay đang đè từ tiểu thụ, có lẽ hắn cũng không cần mình. Trên khán đài liên tục vang lên âm thanh hỏi han, bởi vì từ tiểu thụ vừa nằm xuống mặt liền xoay lên, có người hiểu môi ngữ phiên dịch, cả đám lập tức vỡ tổ. hắn đây là ăn xuân dược. trong lúc tranh tài gặm thứ này, ta phục. người đâu, mau cởi đồ để hắn tiết hỏa. mãnh liệt yêu cầu kiểm tra dược vật, tên từ tiểu thụ này khẳng định phục dụng cấm dược. sau một đợt phiên dịch, lại giúp từ tiểu thụ kiếm thêm vô số điểm bị động, có hoài nghi, có kính nể, có trào phúng. nhân viên y tế buông lỏng mạch tay. Một mặt kinh ngạc nói, hình như thật không có chuyện gì. Hả? Trọng tài nghi hoặc. Không biết hắn ăn đang dược gì, thế nhưng dược tính thật đáng sợ, cơ thể đang phi tốt phục hồi, đã tốt 7-8 phần. Ha ha! Khỏi 7-8 phần. Trọng tài chỉ vào thân thể từ tiểu thụ đang co giật, vậy đây là gì? Nhân viên y tế khúng đúng, không xác định nói, dễ chịu. Trọng tài sầm mặt lại, dễ chịu cái đầu ngươi, không đáng tin. Ông ta suy nghĩ một chút, gỡ tay từ tiểu thụ ra, nhìn thấy xích kim đan. Là thứ này. Ông ta nhíu mày, tiện tay móc ra một viên đưa vào trong miệng, nhân viên y tế thấy thế kém chút nhảy lên, không thể ăn. Không sao, nếu như đây là độc dược, sẽ không có hiệu quả như ngươi nói, hắn cũng không dám phục dụng, còn nếu như trước khi tranh tài kết thúc hắn sử dụng cấm dược, vậy ta càng phải kiểm tra. Trọng tài ngồi xếp bằng, vận chuyển linh nguyên trong cơ thể, luyện hóa đang dược ánh mắt hắn lập tức mở ra cái quái gì thật đúng là xích kim đan ông ta nhìn từ tiểu thụ không ngừng run rẩy không khỏi rơi vào trầm tư chúng ta thật cùng ăn một thứ hoặc chẳng lẽ hắn thật có thể chất mẫn cảm nghĩ đến đây thân thể trọng tài run một cái khiến nhân viên y tế giật nảy mình trên mặt đất từ tiểu thụ run rẩy một trận lau sau đó dần dần khôi phục bình tĩnh có kinh nghiệm luyện linh đang lần trước kỳ thật hắn đã tốt hơn nhiều với lại xếp kim đang dù sao cũng là đang dược chữa thương, khoái cảm chỉ có một trận, tới nhanh, đi nhanh. Không thể không nói, phương pháp hô hấp tác dụng phụ lớn, nhưng công hiệu càng lớn. Hình như đã gần khôi phục hoàn toàn, chỉ là còn đau. Từ tiểu thụ âm thầm nghĩ đến. Dẫn bạo ám kình của đại ám kiếp quyền không phải nói giỡn, lúc này nghĩ là mà tê cả da đầu, thật không biết lúc ấy sao mình lại có dũng khí liều chết. Ừm, ngoại trừ liều chết, hình như cũng không còn cách nào khác từ tiểu thụ phất tay đạp chân cưỡng ép sinh long hoặc hổ còn một trận chiến thân thể không thể lạnh trọng tài nhìn từ tiểu thụ nhảy nhót tưng bừng ngẫu nhiên co rút một mặt hồ nghi thế là xong việc từ tiểu thụ nhảy quay đầu hướng các bằng hữu người xem phất tay gửi lời cảm ơn biểu thị cảm ơn đã lo lắng hắn lần nữa xem tin tức trong não hải điểm bị động 10.220. hai chật chật tăng vọt hơn 3.000. Đây là chân ái. Từ tiểu thụ vừa sợ hãi tháng phục, vừa run run bước vào trong kết giới. Hôm nay đã thu hoạch vượt xa kỳ vọng rất nhiều. Trọng tài giống như cận vệ đi theo hắn, tự hồ thuận miệng hỏi một chút, chuẩn bị bắt đầu trận tiếp theo chưa? Không vội, ta muốn điều tức, cho chút thời gian A, à, từ tiểu thụ móc ra một viên linh tinh, thỉnh thoảng ngửi một cái, tận lực bảo trì tại trạng thái thăng bằng. Cho dù như thế, vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, còn trọng thương, hắn có thể phát huy ra 6-7 phần thực lực đã không tồi. Được. Trọng tài ha ha cười, vậy thì bắt đầu đi, dù sao cũng không còn thời gian. Từ tiểu thụ một mặt chấn kinh nhìn qua trọng tài. Không còn thời gian vậy cũng hỏi ta chuẩn bị xong chưa, nhất định phải chơi ta một vố, trọng tài hớn hở dùng linh nguyên rót vào lệnh bài, thôi động màn sáng rút thăm, trên mặt xuất hiện nụ cười thắng lợi. Màn sáng lưu chuyển, danh tự định ra văn trùng từ tiểu thụ nghẹn họng nhìn trân trối văn trùng ngươi chơi ta thật ư trọng tài một mặt vô tội gian tay ta không có cố ý ngay lúc đó khán đài cũng thiếu chút nổ tung bầu không khí trực tiếp bị cái tên này điểm bạo ta thảo văn trùng tấm màn đen từ tiểu thụ thật thê thảm bị an bài đúng vậy vừa mới kinh lịch một trận sinh tử đại chiến kết quả còn chưa nghỉ ngơi tốt liền nên đón một đại lão vốn nên thủ lôi. Đại lão thủ lôi, một vài người hào hứng hừng hực, thế nhưng kiến thức nửa vời, không rõ vì sao mọi người bỗng nhiên náo nhiệt như vậy, mau nói, xảy ra chuyện gì. Biết lôi đài số 2 không, văn lão đại vận khí không tốt, tiểu tổ thi đấu cùng tổ với triều thanh đằng, bị ép một đầu, một người quán quân, một người á quân. Thôi đi, đây có là gì, từ tiểu thụ cũng là quán quân. Triều thanh đằng, hạng 2, cao thủ tiên thiên. Văn lão đại, hạng 7, nửa bước tiên thiên. Khiếp! Ngư bức như vậy. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có như thế. Không không không, gia hỏa này, quả thật chính là thiên địch của từ tiểu thụ. Người nói chuyện ngữ khí chế nhạo, kéo khẩu vị của người nghe lên, người ở bên cạnh nhau nhau tức giận, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Thấy lưu chấn không, Chính là ngư nhân vừa rồi kém chút đánh nổ từ tiểu thụ. từ đám người gật đầu. Nghe nói là tiểu đệ của văn trùng. Hít, đám người hít vào khí lạnh. Vẫn chưa hết, người kia thần sắc đắc ý, tiếp tục nói, địch hình nhi biết chứ, chính là cô nương bị từ tiểu thụ dùng kiếm gỗ gõ đầu hai lần. Ừm. Nữ thần trong lòng văn trùng. Kẻ nói chuyện ném ra quả bom. Ít ít ít. Cha mẹ ơi. Mẹ nó, vậy chẳng phải từ tiểu thụ sắp lạnh. Cạch. Cạch, nương theo bước chân trầm ổn, thanh niên dần tiến tới. Dáng người y thon dài, cực kỳ cân xứng, lông mày rất dày, bờ môi cực mỏng, vừa nhìn liền biết là hạng người âm tàn. Hạng Bảy Phong Vân bản, đệ tử ngoại môn Xưng Văn lão đại, Văn Trùng. Từ tiểu thụ cảm thấy có một cổ uy áp cường đại đập vào mặt, hắn biết Văn Trùng có một môn xuất thế công, nếu để cho y thành hình chỉ sợ mình một chiêu cũng không tiếp nổi. Hắn cầm linh tinh trong tay, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, khẽ cười một tiếng, sư đệ. Bước chân văn trùng lão đảo, tức giận đến đau răng, uy áp tự sụp đổ. Đúng, mặc dù khí thế của y uy vũ bất phàm, thế nhưng ở trước mặt từ tiểu thụ, cũng chỉ là một sư đệ nhập môn muộn một năm. Người xem vốn đang lo lắng không biết từ tiểu thụ sẽ chống đỡ khí thế uy áp mở màn này như thế nào, không ngờ tiểu tử này vừa ra quỷ chiêu liền có hiệu quả chết cười từ tiểu thụ ta phục mẹ nó dám ở trước mặt văn lão đại nói như vậy đổi thành ta chân đều mềm nhũng ha ha nếu không phải vậy ngươi cho rằng sao hắn có thể đứng tới hiện tại từ tiểu thụ vẫn rất mạnh giữa sân văn trùng mặt mày như ưng cắt gao nhìn chằm chằm hắn từ tiểu thụ ngươi rất không tệ dám đụng đến người của ta Chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị tâm lý. Từ Tiểu Thụ đương nhiên biết y đang nói ai, Lưu Chấn Nha, có ai không biết. Trong lòng oán thầm không thôi, sao mình xui xẻo như vậy, vừa đánh nhỏ, lão liền chạy ra, hoàn toàn không cho hắn thời gian phát dục. Hắn không khỏi quay đầu trừng trọng tài một chút. Trọng tài tức giận đến vung tay lên, cả giận nói, tranh tài bắt đầu. Từ Tiểu Thụ trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, chiêu mạnh nhất của văn trùng cũng không phải uy áp mà là một môn linh kỹ tên phân ảnh linh pháp. Môn linh kỹ này cao nhất có thể đồng thời huyển hóa ra bảy đạo phân thân, phối hợp với chủy thuật xuất quỷ nhập thần của văn trùng, một khi bị đưa vào thế, liền không trốn được. Phân ảnh linh pháp tuy là hậu thiên, nhưng tính thực dụng có thể so với tiên thiên. Văn trùng nhìn từ tiểu thụ lui lại, lạnh lùng cười, vừa hợp ý y, phân ảnh linh pháp xuất thế càng lâu, càng có thể tạo ra nhiều phân thân, đã từ tiểu thụ muốn kéo dài khoảng cách, vậy liền cùng nhau kéo dài thời gian. Ấn quyết vừa ra, văn trùng cười nhạt, chờ y gọi ra bảy đạo phân thân, từ tiểu thụ chắc chắn phải chết. Trên lôi đài bắt đầu không còn có âm thanh, rất yên tĩnh, kháng đài lại không như thế, thủy chung sôi trào. Từ tiểu thụ điên rồi. Hắn không biết phân ảnh linh pháp của văn lão đại có thể xuất thế. Kéo dài khoảng cách chờ chết. Ta nghe nói hắn chỉ biết một thức bạch vân kiếm pháp, có lẽ thật không biết song song, chờ văn lão đại cùng bảy đạo phân thân đồng loạt tiến công, gia hỏa này liền sẽ bị cắt thành miếng. Đúng vậy, hắn có cửu phẩm linh khí, người khác cũng có. Thanh tử chủy của văn lão, chật chật, đáng sợ. Các ngươi nhìn, từ tiểu thụ còn cầm kiếm gỗ. Ít ít ít, hắn, hắn nhắm mắt lại. Lưu chấn được nhân viên y tế chăm sóc đã tỉnh lại, vừa đến kháng đài liền nhìn thấy hai người đều đang vận sức chờ phát động con ngươi gã co rụt lại, không phải là bởi vì phân ảnh linh pháp của văn trùng mà là động tác nhắm mắt quen thuộc kia. Đây là một thức kiếm pháp lúc trước hắn chưa kịp xuất ra, vừa khai trận mọi người đều trực tiếp ngã bài, táo bạo như thế sao, từ tiểu thụ quả thật có tính toán như vậy, thân thể của hắn đã không cho phép kéo dài thêm, đã phân ảnh linh pháp cùng Bạch Vân Du Du đều cần xuất thế, vậy liền một chiêu phân thắng thua. Bất quá, vì phòng ngừa tổn thương người, hắn vẫn dùng kiếm gỗ hắn là một tuyển thủ có tâm thủy chung suy nghĩ cho đối thủ hôm qua hắn đã thử qua kiếm gỗ công kích tạm được miễn cưỡng có thể vạch phá vỏ cây trên thực tế điểm mạnh của bạch vân du du không phải ở vũ khí mà là tại kiếm ý trái lại một bên khác từng đạo hư ảnh xuất hiện ở xung quanh văn trùng tất cả mọi người không dám thở mạnh biết thắng bại chỉ trong nháy mắt thân thể trọng tài đã chìm xuống nói thật Bọn họ sợ nhất chính là loại đối bính như thế. Nếu ngươi không để bọn họ liều, nhìn không ra thắng bại, thế nhưng nếu để cho bọn họ liều, khả năng sẽ chết người. Hô! Ông ta gắt gao nhìn chầm chầm từ tiểu thụ, nhìn kiếm gỗ, nhìn hắn nhắm mắt, nhìn khí tức của hắn dần dần ảm đạm đi, trong lòng hoảng đến một thất. Ngươi ra sức chút A, à, không phải có cửu phẩm linh kiếm à, lấy ra liều, chỉ cần ngươi chống đỡ được thế công đầu tiên của văn trùng ta liền có thể cứu ngươi. Ông! Một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên, trong lòng tất cả mọi người siết chặt, nhìn về phía kiếm của từ tiểu thụ. Ách, kiếm gỗ, nghe lầm, chẳng lẽ là chủy thủ của văn trùng đang chấn động, đám người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy trong mắt văn trùng lóe lên tinh quang, thân hình hóa thành hư ảnh, di hình hoáng vị, cùng phân thân giao nhau lao về phía từ tiểu thụ. Khoảng cách rút ngắn lại. Nửa sân, một trường, từ tiểu thụ, vẫn đang nhắm mắt tất cả mọi người đều chửi mẹ ở trong lòng sắp chết đến nơi người mẹ nó còn không mở mắt ra ngươi sẽ vĩnh viễn không mở ra được trọng tài trong nháy mắt nhào tới từ tiểu thụ điên rồi bản thân hắn bị trọng thương khẳng định không thắng nổi nhưng mà ngay lúc hai người chỉ còn cách một chút từ tiểu thụ nghiễm nhiên mở mắt tay phải cầm kiếm chẳng biết từ lúc nào đã vẽ ra một kiếm một kiếm này vô cùng chậm như mây trắng ung dung trong nháy mắt trấn an nội tâm sao động của đám người. Ông! Lại một tiếng kiếm minh, lần này tất cả mọi người đều thấy rõ, là kiếm gỗ của từ tiểu thụ đang nhảy cẩn lấy, mà không phải chủy thủ của văn trùng. Kiếm gỗ! Xảy ra chuyện gì? Đám người trên kháng đài lập tức phản ứng, không ngờ bản thân cũng gặp tai ương. Khanh! Một tiếng này, là bội kiếm tất cả mọi người rung động, tự hồ bị kiếm ý dẫn dắt, liền thành một mảnh một màn quen thuộc như thế tất cả kiếm tu ở đây kìm lòng không được nhớ tới hôm trước ở ngoại môn cũng có nhất lý kiếm minh đừng nói là do từ tiểu thụ tạo thành chuyện này sao có thể ta hoa mắt hư không tiếu thất tu trường lớn hai mắt chấn kinh nắm chặt trường kiếm của mình hậu thiên kiếm ý thật là từ tiểu thụ giữa sân theo tiếng vù vù vang lên văn trùng lập tức biến chiêu cơ hồ trong chớp mắt rời khỏi từ tiểu thụ bảy đạo phân thân che ở trước người. Khanh khanh khanh. Kiếm quang cùng tử chủy va chạm, tiếng len keng bên tai không dứt. Văn trùng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiểu tử này hoành một kiếm, vậy mà chém ra không dưới mấy trăm đạo kiếm quang, kiếm võng nhìn như chậm chạp, thế nhưng không chỉ phong tỏa đường tấn công, mà còn khiến y phải liên tục bại lui. Làm sao có thể? Tiểu tử này không phải chỉ biết rèn thể ư. Tại sao kiếm thuật lại khủng bố như thế? suy 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 phân thân của văn trùng liên tục bị chém vỡ trên người y xuất hiện từng đạo vết kiếm tinh mịn máu tươi bắn ra lưu chấn bên ngoài sân bị khiếp sợ đến kiếm thuật này Cả nhớ khi đó từ tiểu thụ cầm tàn khổ nếu không phải gã dùng ám kiếp nổ đoạn thế công của từ tiểu thụ chẳng phải bản thân đã bị chém thành thịt vụn quả nhiên tiểu tử này giống như mình thâm tàn bất lộ giữa sân văn trùng bị kiếm quan trảm về chỗ cũ thậm chí muốn bị bứt ra khỏi lôi đài. Y thu hồi chủy thủ, hai tay xiên ở trước ngực, một đạo linh tráo mãnh liệt từ trong cơ thể bắn ra, trong nháy mắt ngăn cản tất cả kiếm quang. Trùng linh tráo. Linh khí tan hết, con ngươi văn trùng lại co rụt. Tóc dài trên trán từ tiểu thụ theo xu thế vọt tới trước bay bay, kiếm gỗ, nhiễm nhiên chạm vào yết hầu của y, ngươi thua. Từng ực, văn trùng vô thức nuốt ngụm nước bọt, trong lúc hầu kết nhấp nhô, bị kiếm khí của kiếm gỗ vạch ra một đạo vết máu. Y máu me đầy mặt, nhưng đều là vết thương ngoài da, thậm chí trạng thái vẫn ở đỉnh phong, nhưng thu chính là thua. Một kiếm, một câu. Hạng bảy phong vân bản, thua, gió nhẹ thổi qua, kháng đài lặng ngắt như tờ, trọng tài ở phía sau ngốc trệ tại chỗ. Từ tiểu thụ thu kiếm quay người, hắn muốn đi về nghỉ ngơi khôi phục, dùng một kiếm này, linh lực đã bị rút sạch. Hắn lắc chân một cái, nhìn xuống, không thể ngã, nhiều người đang nhìn như vậy, nhất định phải gắn gượng. Văn trùng không cam lòng, ngoại trừ xuất thế, chân chính chiến đấu thậm chí không đến mấy hơi, y vậy mà bại, hạng bảy phong vân bản, ngoại môn văn lão đại, vậy mà bại. Y không quay đầu lại, thân ở trong kết giới, tự hồ đã nghe thấy tiếng cười nhạo trên khán đài. Tên từ tiểu thụ này, lưu chấn đều có thể đánh hắn bầm dập, văn lão đại y lại bị hắn một kiếm đánh bại, từ tiểu thụ, dám dùng kiếm gỗ đùa dẫn địch hình nhi, sau khi văn lão đại ra sân cũng không thắng được. Trong mắt văn trùng lóe lên ngoan sắc. Chủy thủ nắm ngược trong tay áo xuất hiện khí tức mờ mịt, vậy mà hóa thành hư ảnh lần nữa xông tới. Cẩn thận! Văn trùng dừng tay. Tranh tài kết thúc, kết thúc. Trọng tài gào thét nhào tới trước, ông ta tuyệt đối không nghĩ tới, bởi vì mình hô chậm, tranh tài kết thúc, lại tạo thành hậu quả như thế người sáng suốt đều nhìn ra được từ tiểu thụ thắng văn trùng lại còn xuất thủ đánh lén ông ta hoàn toàn không kịp ngăn cảnh đánh lén điểm bị động cộng một bởi vì từ tiểu thụ tham tài mỗi thời mỗi khắc đều chừa chút lực chú ý vào cuộc tin tức lúc này nhìn thấy tin tức mãnh liệt xoay người xuất thủ suy cửu phẩm tử chủy của văn trùng hung hăng đâm vào bả vai từ tiểu thụ huyết hoa lóe ra suy tay phải từ tiểu thụ xuyên qua lồng ngực văn trùng vị trí kia là trái tim. Từ tiểu thụ ngây dại. Trọng tài ngây dại. Kháng đài vừa rồi còn sôi trào, hô to cẩn thận ngây dại. Ngay cả tiếu thất tu đứng ở trên không cũng có chút sợ rung, chiến đấu nghiễm nhiên kết thúc, ông ta liền chú ý đến lôi đài khác. Nào ngờ, vừa quay đầu một cái, tình huống lại thảm đến mức này, nhớ tới lời mình nói trước khi thi đấu, trọng tài có thời điểm thất thần, mình đây là một câu thành sấm, giữa sân cứng đờ khóe miệng văn trùng khẽ động tự hồ muốn nói cái gì nhưng chỉ có máu tươi cuồn cuộn tuôn ra y trừng mắt sửng sốt nói không nên lời quan sắc trong mắt vẫn còn chưa tan liền đã hóa thành không dám tin y cúi đầu nhìn thấy tay từ tiểu thụ xuyên qua ngực mình bởi vì xuyên qua cho nên chỉ có thể nhìn thấy khuỷu tay còn có huyết dịch bản thân màu đỏ dữ tợn tay xuyên thủng ngực làm sao có thể khóe mắt văn trùng hở ra gân xanh ngay sau đó đau đớn kịch liệt ập tới y nhìn từ tiểu thụ trong mắt đầy vẻ không hiểu tự hồ muốn một cái đáp án từ tiểu thụ thậm chí có thể cảm giác được cánh tay mình truyền đến cảm giác chấn động thình thịch thình thịch cứu người hắn trống to trong lúc nhất thời không biết mình nên rút tay hay là không rút tại sao lại như vậy từ tiểu thụ bối rối hắn chưa từng muốn giết người càng chưa từng nghĩ văn trùng thật đến đánh lén hắn vô thức xoay tay lại, bất quá là bởi vì mình tin tưởng hệ thống bị động nhắc nhở thôi, nào ngờ văn trùng vì giết hắn, lại tự đưa tim vào họng súng. Ngươi làm gì? Từ tiểu thụ rống giận, móc xích kim đang ra nhét vào miệng văn trùng, văn trùng tựa hồ lắc đầu, biên độ nhỏ đến không nhìn thấy. Môi y khẽ nhét, chưa từng khép lại. Ăn a. À. Từ tiểu thụ dùng tay trái mở cầm của y, muốn giúp y luyện hóa dược lực, kết quả vừa lấy ra, đang dược trượt xuống, rơi xuống đất. Thùng thùng nhìn đang dược đỏ vàng im ắng lăn đi, ý thức được khả năng có đồ vật gì cũng mất đi. Trọng tài đi tới, rút tay từ tiểu thụ từ trung ngực văn trùng ra, thản nhiên nói, vô dụng, y đã chết. Toàn thân từ tiểu thụ chấn động, chết, cho dù là luyện linh sư, sinh mệnh cũng chỉ yếu ớt như thế sao. Bị đâm một phát liền chết, trọng tài nhìn thấy bộ dáng của từ tiểu thụ, không khỏi thở dài một hơi, vỗ bả vai hắn, Tự hồ đang an ủi. Lần đầu tiên giết người. Thích ứng dần đi. Ông ta rút chủy thủ của văn trùng ở trên vai từ tiểu thủ ra, đưa cho hắn một bình đan dược, xem như bồi thường cho viên xích kim đan mình ăn lúc trước. Yên tâm, đây không phải ngươi sai, là y đánh lén trước, mặc dù có lỗi, nhưng đều là ta thất trách. Ngươi không sao, đi về nghỉ ngơi trước đi, còn lại giao cho ta. Từ tiểu thủ có chút thất thần lại nhìn văn trùng trong ngực trọng tài không nói gì bưng lấy bả vai yên lặng rời khỏi lôi đài người trên khán đài nhìn bóng lưng thất vọng mất mát của hắn trong lúc nhất thời vậy mà cũng không lớn tiếng ồn ào thật chết đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua đi đúng vậy trước kia trọng tài cùng tuyển thủ đều cực kỳ tự giác lần này thật không nghĩ tới văn lão đại quá vọng động rồi từ tiểu thụ ta thảo hắn thật thiện lương có người ủng hộ từ tiểu thụ nhưng đây tuyệt đối là số ít càng nhiều có người phản đối hắn ta không chịu nổi từ tiểu thụ giết người làm sao còn bày bộ dạng mình bị ủy khuất văn lão đại chết thật quan trọng tài vẫn còn chưa hô kết thúc y xuất thủ đúng quy tắc từ tiểu thụ sao dám hạ độc thủ như vậy mãnh liệt đề nghị đuổi từ tiểu thụ khỏi tranh tài buồn nôn không sai đồng môn giao đấu lại hạ ngoan thủ đúng là súc sinh. Người ủng hộ từ tiểu thụ lập tức nổi giận, đứng dậy bác bỏ nói, đánh rắm. Người sáng suốt đều nhìn ra văn trùng thua, nếu từ tiểu thụ đổi thành linh kiếm, văn trùng có thể đỡ nổi sao? Hắn đã nhường. Văn trùng đánh lén không thành, phản bị đâm xuyên, từ tiểu thụ còn cho y ăn đang dược, đây là phẩm chất đáng ngưỡng mộ đến cỡ nào, ngươi bị mù rồi. Người ủng hộ văn trùng cười lạnh thành tiếng, trọng tài còn chưa hô kết thúc, văn trùng xuất thủ không phạm quy, trái lại từ tiểu thụ, đúng là nhân tính diệt tuyệt. Tuyệt con mẹ ngươi, thẳng cẩu, bò tới đây cho lão tử. Làm sao, muốn cắn ta? Ngô! Ít ít ít, nhả ra. Ngươi mẹ nó buông ra. Nga hồ! Lam thiên tàng vu thủy, vì Nga hy bạc vân. Đây là mỹ cảnh ở ngoại môn thiên tang linh cung, xung quanh có liễu rủ lan can nối dài tạo thành hình trái tim, nước hồ bên trong thanh kỳ, hiện ra linh khí. Mấy con linh Nga bơi qua bơi lại ở trong, là kiều trưởng lão nuôi, chất thịt béo ngậy, từ tiểu thụ may mắn nhấm nháp qua vài miếng. Ngày thường người đến Nga hồ tu luyện nhiều không kể xiết, gần đây bởi vì phong vân tranh bá, ngược lại hiếm có người đến, kỳ cảnh thanh tịnh. Từ tiểu thụ dựa vào lan can, trong con ngươi có sự cô đơn. Hắn không có trở về tiểu viện của mình, mà là đi tới nơi trước khi thường luyện kiếm lần đầu tiên sau khi chiến thắng, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào, thậm chí ngay cả điểm bị động hắn cũng không muốn nhìn. Mơ mơ màng màng rời khỏi lôi đài, rời khỏi xuất vân phong, bước dân dẫn hắn đến nơi này. Mặt trời lặn xuống phía tây, từ tiểu thụ đã ngừng chân thật lâu. Hắn ném một cục đá vào Nga Hồ, bên trong nổi lên gợn sóng, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Có lẽ, thế giới này chính là như vậy, sinh mệnh tựa như cục đá, cho dù to lớn, thế nhưng chìm xuống rồi cũng không nổi lên được bao nhiêu bọc nước. Từ tiểu thụ thở dài, hắn sờ lấy cánh tay phải của mình, tự hồ lần nữa cảm nhận nhịp tim cuối cùng của Văn Trùng. Hối hận, không. Đối với mình thất thủ giết lầm Văn Trùng, từ tiểu thụ không có chút hối hận, hoặc là nói hắn đã sớm chuẩn bị. Đi vào thế giới này, giết người chỉ là chuyện bình thường. Có lẽ trong thiên tang linh cung không quá rõ ràng, nhưng từ tiểu thụ không có ngây thơ như thế, đây vẹn vẹn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hắn cảm khái, cô đơn, chỉ là sự đồng tình cho sinh mệnh yếu ớt. Có lẽ ở trong mắt người ở phiến đại lục này, sinh mệnh không đáng nhắc tới, có lẽ sau này cũng là như thế. Nhưng từ tiểu thụ giờ phút này, vẫn không thể bình tĩnh. Lúc trước ở trong phòng bệnh màu trắng chịu bệnh tật tra tấn, hắn vẫn ôm ấp khát vọng được sống, có thể nói, từ tiểu thụ rất quý trọng sinh mệnh hơn xa tuyệt đại đa số người ở trên cõi đời này mà bây giờ hắn tự tay phá hủy sinh mệnh trân quý như thế chuẩn bị là có chuẩn bị nhưng chân chính phát sinh ai có thể không động dung người kia là văn lão đại nhưng ở trong mắt từ tiểu thụ y vẹn vẹn chỉ là một tên đệ đệ có chút thiên phú có chút ngạo kiều mà thôi mặc dù y đánh lén mình nhưng có lẽ cũng không muốn hạ sát thủ không phải cuối cùng y chỉ đâm vào vai mình sao có lẽ Mạng y không đến tuyệt lộ, từ tiểu thụ lắc đầu, thổi tan suy nghĩ này. Đã dám ra tay, vậy phải chuẩn bị gánh chịu hết thảy hậu quả, cho dù hậu quả này, không ai có thể gánh nổi. Lời này, nói với văn trùng đã chết đi, cũng tự khuyên nhủ bản thân. Phương xa, mặt trời hoàn toàn bị dãy núi nơi chân trời thôn vệ, sắc trời tối xuống, hết thảy yên tĩnh. Bên bờ hồ Nga bỗng nhiên xuất hiện một trận sóng linh khí, ngỗng béo cả kinh vỗ cánh lẹp bẹp từ tiểu thụ thở hỗn hển một trận, không tự giác đột phá đến luyện linh thất cảnh. a à, Hắn bỗng nhiên nắm một cục đá lên, sát khí bốn phía, hung hăng phát tiết vào bọn ngỗng béo này. Ba cục nước xuất hiện, một trúng một con. Từ tiểu thụ thăm thẳm thở dài. Trước cuộc, vẫn đã giết người rồi. Từ tiểu thụ đứng bên bờ hồ Nga cả một đêm. Bờ hồ mùa hè, luôn có chút rùi mũi, bọn chúng không biết tự lượng sức mình người, muốn tận một phần chút sức mọn, cống hiến điểm điểm bị động cho hắn. Nhưng mà nhục thân tiên thiên, đã không phải đám ruồi mũi yếu đuối có thể xuyên qua. Trạng sáng, không khí rất lạnh, từ tiểu thụ nắm thật chặt quần áo, cảm xúc đã gần như khôi phục lại trạng thái lúc đầu, dự định rời khỏi nơi này. Vừa quay đầu, một khuôn mặt khô gầy đang nhìn mình chầm chầm. Từ tiểu thụ giật nảy mình. Lão nhân mọi thứ đều tốt, chỉ là hai cái quần thâm mắt kia, Quả thực có chút hung người. Ngoại môn, khóe miệng lão đầu bỗng nhúc nhích, cười nói, "Tiểu Hỏa Tử, ngươi không đi xem phong vân tranh bá?" Từ Tiểu Thụ từ từ lui về phía sau mấy bước, sau khi kéo dài khoảng cách mới đột nhiên phát hiện lão đầu này có chút quen mắt, ngài là? Từ Tiểu Thụ nhận ra, đây không phải lão đầu ngày đó hắn trên đường đến thi đấu gặp qua sao, có duyên như vậy, lão đầu hắc hắc cười, đội nón lá trên tay lên đầu từ tiểu thụ lập tức mình không có nhận lầm người tiền bối đây là từ tiểu thụ nghi hoặc gặp một lần là duyên phận gặp hai lần vậy thì không thể nói chắc được chẳng lẽ lão nhân này cố ý tới tìm hắn lão đầu mang nón lá cỏ phối hợp chắp tay nói ta nghe nói gần đây phong vân tranh bá xuất hiện nhiều nhân tài ngày hôm qua có một tên tiểu tử hình như gọi là tiểu thú gì đó còn ra tay giết người chật chật trẻ tuổi nóng tính a đám người này mặt từ tiểu thụ tối sầm, hết chuyện để nói đúng không, hung thủ giết người đang đứng ở trước mặt ngươi đây. Lão đầu lại giống như thật sự không biết hắn, tiếp tục nói, bất quá không sao, ta không phải tìm hắn, ta là tới tìm ngươi. Ta. Từ tiểu thụ vừa muốn nói chuyện, lão đầu giơ tay chặn lại, ta biết ngươi. Lão tiêu cùng lão kiều đã nói qua, ngoại môn xuất hiện hai đệ tử tiên thiên, cộng thêm một kiếm tu ngộ hậu thiên kiếm ý, nhưng mà, ta chỉ thích mình ngươi. Từ tiểu thụ nhịn không được, ngài nói mê sản một hồi, tổng cộng nói bốn người, thế nhưng hai người bên trong đều là ta. Ta chính là... Ê, lão đầu trừng mắt, ra hiệu người trẻ tuổi đừng gấp gáp, để ông ta nói hết lời. Hắc hắc, ngươi chính là nhục thân tiên thiên, ta nói không sai chứ. Lão phu đã tìm ngươi mấy ngày, một khách ngoại môn một lượt, không ngờ ngươi ở đây ngắm ngỗng, không hổ là người lão phu nhìn trúng có tình thú từ tiểu thụ âm thầm trợn mắt tình thú cái gì ta đây là đang suy nghĩ nhân sinh không phải ngắm ngỗng béo đám ngỗng béo này có gì để xem ăn còn tạm được tối hôm qua lão phu tới nơi này liền chú ý đến ngươi lời của lão đầu đội nón lá khiến từ tiểu thụ giật mình tối hôm qua mình vậy mà không có phát giác chút nào hắn âm thầm quan sát lão nhân này phát hiện hoàn toàn không có khí tức thật giống như trước mặt chỉ là một lão đầu bình thường nhưng chuyện này sao có thể, một lão đầu bình thường xuất hiện trong thiên tang linh cung, đây tuyệt đối là đại lão, hắn âm thầm suy đoán, không rõ vì sao đại lão đến tìm mình, là bởi vì hắn có nhục thân tiên thiên, tình thú, nhục thân, bí mật quan sát. Từ tiểu thụ rung lẫy bẫy, sao có cảm thấy có điểm gì đó là lạ, lão đầu không có phát hiện hắn dị thường, vẫn chấp tay sau lưng như cũ, nói, ta quan sát ngươi một buổi tối, hảo tiểu tử, định lực thật tốt, cho dù bị mũi đốt, quỷ khiếu âm sâm, ngươi đều chưa từng di động mảy may, thậm chí cũng không thèm quay đầu. Ta thừa nhận, tiểu tử ngươi rất có phong phạm của ta năm đó. Bước chân từ tiểu thụ lão đảo một cái, hắn nhớ tới nửa đêm cái cổ thường xuyên mát lạnh, hình như có người ở sau óc thổi gió. Nguyên lai thực sự có người, hắn một mặt nghĩ mà sợ, bởi vì suy nghĩ nhân sinh đến thời khắc mấu chốt, có chút mệt mỏi, đứng đấy hiếp mắt chốc lát, vậy mà không có phát hiện lão nhân này, lại nói, cục tin tức làm sao không nhắc nhở mình bị đánh lén, đe dọa các loại, quá không chuyên nghiệp rồi. Không được không được, sau này tuyệt đối phải thành thành thật thật về tiểu viện ngủ. Đứng ngốc ở bên ngoài, chết cũng không biết chết như thế nào. Lão đầu dừng lại, không ngừng gật đầu, lông mày thưa thớt giống như viết thành hai chữ hài lòng, ông ta nhìn từ tiểu thụ từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi nói, ta nói nhiều như vậy, Ngươi không có gì muốn nói. Từ tiểu thụ, hắn sắc mặt tái xanh nói, không phải ngài bảo ta đừng nói sao? Ta có sao? Ngài không có. Ngươi nghĩ lại một chút, ta có sao? Từ tiểu thụ vừa muốn phản bác, bỗng nhiên hồi tưởng, lão nhân này cũng chỉ dùng động tác, ánh mắt ngăn mình lại, trên miệng thật không có nói ra. Hắn bất đắc dĩ nói, để tiền bối thất vọng. Ngài nói hung thủ trẻ tuổi nóng tính giết người kia là ta? lĩnh ngộ kiếm ý là ta nhục thân tiên thiên ách cũng là ta còn nữa ta tên từ tiểu thụ công thụ thụ cám ơn hắn dừng một chút tiếp tục nói ta phải đi tham gia phong vân tranh bá không phải quan chiến tạm biệt mặc dù hắn không biết lão nhân này có ý gì nhưng có thể không trêu chọc liền không trêu chọc tam thập lục kế tẩu vi thượng sách chờ một chút lão đầu kéo lấy hắn kình lực vô cùng lớn, bóp cổ tay từ tiểu thụ đau nhất. Tiền bối, bỏ qua cho ta đi. Ta ăn không ngon đâu, tối hôm qua ta còn chưa tắm đây. Khóe miệng lão đầu đội nón lá giật một cái, ăn cái rắm, là đang dược ăn không ngon sao, lão phu ăn ngươi làm gì? Thật là... Ông ta lần nữa nhìn từ tiểu thụ từ trên xuống dưới, ngươi thật thiên tài như vậy. Từ tiểu thụ liếc mắt nhìn cục tin tức, phát hiện không có, nhận hoài nghi, âm thanh mang theo tiếng nước nở nói, ngài đều tin ta, còn hỏi chuyện này làm gì? Hảo tiểu tử. Lão đầu nhếch miệng cười, phong cách nói chuyện tự tin như vậy, giống ta, là ngươi không sai. Ông ta từ trong túi quần móc ra một thứ màu đỏ giống như hạt giống, đưa cho từ tiểu thụ, ăn. Từ tiểu thụ kém chút tè ra quần, mẹ nói chuyện quá gì thế này, lão già này có bệnh không, không hiểu thấu đi lên thổi loạn một trận, sau đó muốn hắn ăn hạt giống, từ tiểu thụ ta thề sau này sẽ không ra ngoài ngẫn người nữa mệnh ta thật khổ vì một tên văn trùng đã chết thân thể sắp không còn trong sạch nữa ăn nhìn ánh mắt cầu khẩn của từ tiểu thụ lão đầu nghĩa chính từ nghiêm nói không sao đâu có lẽ có chút đau nhức nhưng ngươi có nhục thân tiên thiên nhịn một chút liền qua ta van ngài đừng nói nữa từ tiểu thụ kém chút quỳ xuống không nói thì thôi vừa nói Ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong lòng liền lạnh. Hắn bị ép tiếp nhận hạt giống lớn bằng móng tay, phát hiện cầm trên tay vậy mà nóng lạ thường. Từ tiểu thụ chấn kinh, mình có nhục thân tiên thiên, đổi thành người khác, chẳng phải tay sẽ lập tức bị đốt xuyện, lần nữa liếc mắt nhìn lão đầu đội nón lá cỏ, phát hiện ông ta đang thập phần mong đợi nhìn mình, ăn đi, ăn rất ngon. Đây tuyệt đối là đại lão, không cần thiết dùng độc dược, xuân dược tới hại mình. A à, trong lòng từ tiểu thụ đắng chát mặc dù mình đẹp trai nhưng cũng không phải loại người vì muốn leo lên mà không từ thủ đoạn kia liều mạng lộc cộc từ tiểu thụ như uống rượu độc một mặt tuyệt vọng nuốt vào sau đó nhìn về phía lão đầu tiếp theo làm gì tiếp theo không có tiếp theo lão đầu tiện tiện cười hư một cái biến mất không thấy đâu nữa ít 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 từ tiểu thụ nổ đây mẹ nó tình huống gì thế này cho ta một thứ đồ bất minh bảo ta ăn kết quả ta ăn xong ngươi liền đi đi a à, thật đi từ tiểu thụ phát điên hắn thề nếu như gặp lại lão nhân này nhất định chém ra một thức bạch vân du du trước cho ông ta biết cái gì gọi là không có tiếp theo một giây sau hắn bỗng nhiên cảm thấy mặt đỏ tới mang tai toàn bộ thân thể đều nóng lên khuôn mặt từ tiểu thụ đều đang sợ run xong đời thân thể thân thể trở nên thật kỳ quái đây là cảm giác quỷ gì? Từ tiểu thụ bỗng nhiên giật mình, lão nhân này, sẽ không phải đi gọi thêm người tới chứ, cứu mạng. Ta không muốn. Cứu mạng. Vòng đột phá và vòng 64 tấn cấp không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà sự kiện từ tiểu thụ giết người, trải qua một đêm lên men, cơ hồ đã truyền khắp ngoại môn. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, lúc đầu bọn họ chỉ chú ý đến thập đại lão phong vân bản, mà bây giờ, từ tiểu thụ lấy hắc mã chi tư, cường thế xâm nhập vào trong ánh mắt của bọn họ. Buổi trưa hôm sau, thi đấu tấn cấp bắt đầu. Khác với vòng thi đấu đột phá trước, bắt đầu từ lúc này, bên trên xuất vân thai không còn sắp đặt 18 tòa lôi đài, mà chỉ có một tòa chủ lôi, liên tiếp quyết chiến. Đây cũng là nguyên nhân tất cả mọi người mong đợi. Có trời mới biết có bao nhiêu người ảo não vì ngày hôm qua nhìn những người khác tranh tài mà bỏ qua thời khắc lịch sử ngoại môn thủ sát khán đài một mảnh đen kịp tiếng người huyên náo đến rồi đến rồi đợi lâu như vậy rốt cuộc chờ đến thời khắc này ầy sao lại không phải ngày hôm qua vì mặc sư tỷ cùng hướng sư huynh hai đại tiên thiên ta vậy mà bỏ qua ngoại môn thủ sát ha ha vậy đúng thật là đáng tiếc trước khi tấn cấp thi đấu hai vị này có gì để nhìn không phải đều là một chiêu giải quyết đối thủ ngươi không biết ngày hôm qua từ tiểu thụ vừa thu tay lại văn lão đại ở phía sau đánh lén, cuối cùng bị đâm xuyên ngực. Tràn diện liên tục đảo ngược, vô cùng đặc sắc. Ta nói cho ngươi biết, lúc đó người trên khán đài đều sợ choáng váng, nếu có người đánh trắm cũng có thể nghe thấy. Ô ô, cầu ngươi đừng nói nữa, ngươi thấy ta hối hận chảy nước mắt không? Ngoại trừ đám quần chúng ăn dưa, Phan và Anti Phan vẫn tồn tại. Nhưng mọi người trải qua một đêm suy nghĩ, đều đã thu liễm rất nhiều, nhiều nhất là lúc nhắc đến từ tiểu thụ, bọn họ trừng đến trừng đi, khó chịu lẫn nhau mà thôi. Tiếu thất tu bước lên lôi đài, vị đại trưởng lão trôi nổi trên hư không mấy ngày này, rốt cuộc quyết định rơi xuống phàm trần, chân đạp thực địa đến chủ trì tranh tài. Bay là không dám bay nữa, ông ta sợ nhìn thấy có thêm mấy linh hồn thăng thiên, tiểu tâm can không chịu được. Ông ta quen thuộc từ trong ngực lấy ra tờ giới, kháng đài lập tức an tĩnh, rửa tay lắng nghe chắc hẳn mọi người đã nghe nói đến sự kiện ngộ sát ngày hôm qua tiếu thất tu vừa mở miệng ánh mắt đám người liền sáng rực lên việc này không đề cập tới liền qua lúc này bị nhấc lên chẳng phải còn có ngụ ý cho nên linh pháp các phán quyết từ tiểu thụ bị cấm thi đấu tiếu thất tu nhìn bốn phía lần đầu tiên không có đọc lên nội dung trong giấy thần sắc ông ta hết sức nghiêm túc ở chỗ này ta chỉ muốn nhắc nhở các vị thiên tang linh cung có thể cung cấp cho các ngươi hoàn cảnh tu luyện an nhàn nhưng ta tuyệt không hy vọng tâm trí các ngươi bị ma diệt sẽ có một ngày các ngươi tốt nghiệp ra ngoài mà một khi rời khỏi linh cung tại thánh thần đại lục sinh tử không thể thiếu mỗi một lần tranh tài giống như một lần vượt qua đạo khảm các ngươi cần dùng hết toàn lực nhưng ta đồng dạng hy vọng các ngươi có thể nắm chắc mức độ mức độ này là sinh tử là đạo đức cũng là đạo ranh giới cuối cùng trong lòng các ngươi. Vượt qua ranh giới cuối cùng này, ngươi liền sẽ phạm cấm, cuối cùng tự thực ác quả. Không quản ngươi là từ tiểu thụ hay là văn trùng. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Kết quả bọn họ đang đợi, là từ tiểu thụ sẽ bị cấm thi đấu hay tiếp tục vô tội dự thi, tất cả mọi người nhìn không thấu. Đối với loại người này mà nói, kết quả thi đấu xa xa quan trọng hơn việc kính sợ sinh mệnh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tiếu thất tu hoàn toàn không bình luận chuyện hôm qua, ngược lại thông qua chuyện này, dạy cho đám người một bài học. Cái chết của văn trùng, không phải là y vượt qua ranh giới cuối cùng, gieo gió gạt bão, từ tiểu thụ có vượt qua ranh giới cuối cùng, cố ý hạ độc thủ hung ác, đồng dạng cũng là một vấn đề. Nhưng một việc, chú định chỉ có một kết quả duy nhất. Tiếu thất tu nói như vậy, từ tiểu thụ là tốt hay xấu? hiển nhiên chỉ có thể giao cho thời gian đến phán quyết. Giữa sân, đại trưởng lão nhìn thấy bộ dáng đám người như vậy, cảm thấy rất an ủi. Đối với người giết người như ngóe như ông ta mà nói, chết một người không có gì lớn, thậm chí còn không cần phải nhọc lòng, tốn nước bọt. Nhưng những người trẻ tuổi này thì khác, nếu như lời nói của mình có thể thức tỉnh bọn họ, cho dù chỉ có vài người, vậy cũng đủ rồi. Xính nhất thời chi dũng, tàn nhất thời chi ác, đều không có ý nghĩa gì chỉ sẽ chôn xuống tương lai bọn họ một cái mầm tai vạ mà thôi tiếu thất tu cảm khái đổi lại lúc trước ông ta sẽ không nhiều lời như thế nhưng bây giờ thì khác nói cho cùng ông ta đã không còn là vạn nhân huyết đồ tiếu thất tu mà chỉ là đại trưởng lão luôn làm gương sáng cho đệ tử thiên tang linh cung rất tốt tiếu thất tu lấy cầm tờ giấy lên thì thầm đã như vậy chúng ta tiến vào chính đề 64 cường quyết chiến chính thức bắt đầu, từ màn sáng rút thăm quyết định, mỗi tổ hai người, lúc đối chiến không vượt qua 2 phút đồng hồ. Hôm nay tận lực đánh, có thể ra bao nhiêu cường thì bấy nhiêu cường, ta có thời gian. Kháng đài vốn đang chìm trong bầu không khí im lặng, tiếu thất tu nói thế nhất thời khiến đám người ôm bụng cười, bầu không khí dần dần tốt hơn. Đại trưởng lão rất hài lòng với hiệu quả này, vung tay lên, dự định trực tiếp dẫn bạo không khí. Hiện tại, tranh tài bắt. Chờ một chút, một đạo âm thanh vội vàng đánh gãy ông ta. Tất cả mọi người đều kinh trụ, nhìn về phía người phát biểu, tổng trọng tài nói chuyện cũng dám che ngang, người này là đang tìm chết, từ tiểu thụ. Gia hỏa này có bệnh không? Ta thảo, tiếu trưởng lão không có truy cứu trách nhiệm đã rất tốt, hắn còn muốn giày vò. Đến rồi đến rồi, từ tiểu thụ tới. Tiểu tổ thi đấu một mực nhìn qua, không sợ nói cho các ngươi biết, để yên liền không gọi từ tiểu thụ. Trên ghế trọng tài, 18 vị hắc y nhân thần sắc trang nghiêm ngồi ngay thẳng, từ tiểu thụ vừa đến, thân thể trọng tài ở vị trí 12 lập tức nghiêng một cái. Tới, chính là con hàng này, chính là từ tiểu thụ ta vừa nói với các ngươi. Nhìn kỹ đi, tiểu tử này tuyệt đối đến kiếm chuyện. Ta bị gia hỏa này dày vò đến phát điên, tới tới tới, ta cực một khối linh tinh, cho dù là tiếu lão đại, Ông ta cũng không nhìn được. Mấy người áo đen bên cạnh nhau nhau cười lên, mắt có kinh ngạc. Thật có tà môn giống như ngươi nói. Không phải chỉ là nhục thân tiên thiên cộng thêm hậu thiên kiếm ý à, thiên tài ta gặp qua không ít. Đúng vật, hắn lại thiên tài thế nào, sao có thể thiên tài qua nội môn Tô Thiển Thiển. Trọng tài số 12 chuyển lấy cái ghế, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn từ tiểu thụ một đường chạy chậm đến trước mặt Tiếu Thất Tu, có hơi lắc đầu. Không, không không Đây đều là thứ yếu, gia hỏa này đáng sợ nhất chính là tính bất ngờ ông ta dừng một chút, nói bổ sung người vĩnh viễn không biết một giây tiếp theo hắn sẽ làm ra chuyện thiên nộ nhân quán gì giữa sân, muôn người chú ý sắc mặt tiếu thất tu âm trầm đáng sợ, ông ta nhìn qua thiếu niên lộ ngực trần đầy lo lắng chạy đến trước mặt mình, lại lại không thể làm gì Nếu tuyển thủ xuất hiện tình huống đặc biệt, có thể hướng tổng trọng tài xin tạm dừng tranh tài đây nằm trong phạm vi phong vân tranh bá cho phép mặc dù chưa từng dùng qua có chuyện gì nếu như không phải tình huống đặc biệt có tin ta quất ngươi hay không tiếu thất tu lúc đầu một hơi lên tới đỉnh từ tiểu thụ lại hoành thò một chân vào thực sự khiến người nghẹn đến hoảng cứu mạng a trọng tài đại nhân thiếu niên một mặt kinh hoảng sắc mặt đỏ thẫm chờ tới gần tiếu thất tu mới cảm nhận được trên người hắn vậy mà tản ra nhiệt khí sáng rực từ tiểu thụ là hoảng thật, không biết lão già đáng chết kia cho hắn ăn thứ gì, cái viên hạt giống đỏ thẩm nọ vừa vào bụng, hắn liền cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng rực, một loại khí tức nóng bỏng cực kỳ đáng sợ tràn ra, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Lúc đầu hắn còn ngồi ở cạnh Nga hồ luyện hóa chốc lát, muốn bài xuất thứ này ra. Kết quả càng luyện càng thảm, thứ này vậy mà tan chảy, cổ khí tức nóng bỏng kia xông vào mỗi tế bào trong thân thể hắn, không ngừng thiêu đốt lấy từ tiểu thụ cảm thấy mình sắp nổ tung mặc dù hắn có nhục thân tiên thiên nhưng không chịu nổi thiêu đốt như vậy kinh mạch trong cơ thể đã bị đứt mấy đầu tiếp tục như vậy nữa sẽ chết người đấy hắn muốn đi linh dược cát nhưng phong vân tranh bá vừa mở nhân viên y tế cùng dược sư tốt nhất cơ bản đều đến hiện trường làm hậu cần cho nên chỉ có thể đến hiện trường mượn nhưng hậu cần tiếp tế sao có thể tùy tiện mượn đến với lại không biết lão đầu tử này là người thế nào không thể tùy tiện bại lộ lão tồn tại cho nên từ tiểu thụ chỉ có thể phóng đại chiêu tiếu thất tu lạnh lùng nhìn thiếu niên muốn biết trong miệng hắn có thể phun ra cái chim gì từ tiểu thụ xé toạc áo lộ ra thịt đỏ bên trong khàn giọng kêu khóc trọng tài cứu mạng ta cắn thuốc thỉnh cầu cấm thi đấu ta muốn nhân viên y tế xem xét thân thể ta lập tức lập tức người xem toàn trường ngây ngốc, đầu năm nay, cấm thi đều là tự mình muốn cấm mình, sắc mặt tiếu thất tu đen lại, ông ta tưởng rằng sự tình bao lớn. Cắn thuốc, hiện tại tranh tài có ai không ăn mấy viên đan dược bồi bổ, thậm chí quy định cũng không cấm trong lúc thi đấu phục dụng đan dược. Hồ nháo. Lập tức cút xuống dưới cho ta. Tiếu thất tu tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ kém rút kiếm chém xuống. Từ tiểu thụ một mặt đắng chát, nếu không phải thật gặm nhiều thuốc, Ta cũng không mặc giày đến tìm ngài, ta thật cần trợ giúp A. À. Hắn dời ánh mắt ra phía sau, nơi đó có một đám thiên sứ áo trắng đang ngồi. Tiếu thất tu nhíu mày, dáng vẻ vội vàng của thiếu niên không giống giả vờ, hơn nửa thân thể đỏ rần. Xảy ra chuyện gì, ông ta biết từ tiểu thụ có nhục thân tiên thiên, thứ gì có thể biến nó thành như vậy, ngươi qua đây. Tiếu thất tu dùng một tay ấn lên lồng ngực của hắn, năng lượng nóng trực kinh khủng lập tức ập tới suy mùi thịt mỡ bị cháy khét truyền đến tiếu thất tu vội vàng rút tay lại ông ta không có nhục thân tiên thiên kháng phòng chấn kinh ít 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 từ tiểu thụ gặm thuốc gì vậy mà có thể thương tổn tiếu trưởng lão hắn điên rồi sao thật cắn thuốc còn dám tự chui đầu vào lưới đoán chừng đúng như hắn nói gặm nhiều nên bó tay ha ha chết cười tiếu thất tu chấn kinh ông ta vội vàng dùng linh nguyên bao trùm bàn tay loại bỏ khí tức nóng bỏng, nhưng mà lòng bàn tay cũng đã gần chín. Bởi vì không thèm để ý, ông ta không có dùng linh nguyên hộ thể trước, lần này xem như ăn phải quả đắng. Tẩn chiếu hỏa chủng. Ông ta lẩm bẩm, tan lão điên rồi. Không phải thứ này từng đốt phế qua một tên nhục thân tiên thiên sao? Từ tiểu thụ nghe vậy kém chút tè ra quần, hoảng sợ nhìn ông ta, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Tiếu thất tu xấu hổ sờ tay, ý thức tiểu tử trước mắt đã nghe thấy lời mình nói ông ta liền vội vàng bổ sung thứ này rất tốt là cơ duyên của ngươi không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại từ tiểu thụ đã sắp điên ít 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 không có gì đáng ngại vừa rồi là ai nói đốt phế qua một tên nhục thân tiên thiên ta đã nghe thấy hắn yếu ớt mở miệng ngươi nghe lầm ha ha hai tiếu thất tu thở dài vỗ vỗ bả vai hắn ngươi đi nghỉ ngơi đi cố lên ngươi chịu đựng được. Nhận cổ vũ, điểm bị động, cộng một. Từ tiểu thụ, đây không phải đáp án ta muốn, ta muốn nhân viên y tế, ta không muốn bị đốt phế, tiếu thất tu không quản hắn nữa, bảo hắn sang một bên ngồi xổm, tuyên bố tranh tài bắt đầu, phối hợp bắt đầu rút thăm. Sắc mặt đám người xem rất đặc sắc, tình huống như thế nào, từ tiểu thụ nói mình cắn thuốc yêu cầu cấm thi đấu, trọng tài mặt sắc hắn, liền một nhân viên y tế cũng không chịu cho, Ha ha ha, cười chết ta rồi, cố sự này nói cho chúng ta biết, tự gây nghiệp không thể sống. Từ tiểu thụ thật thê thảm, cắn thuốc cắn đến mức này, tuyệt. Cầu cho hắn một nhân viên y tế a, à, hắn đã sắp biến thành thịt kho tàu rồi. Ha ha, ta nhịn không nổi. Khoan hãy nói, từ tiểu thụ cởi trần, quả thật càng ngày càng hồng, càng ngày càng đáng sợ. Trên người hắn bốc lên hơi nóng, buồn bực trở về vị trí chờ của mình làm sao có thể tàn nhẫn như vậy ngay cả nhân viên y tế cũng không cho từ tiểu thụ âm thầm cân nhắc lấy một đợt đại náo kỳ thật cũng không phải không thu hoạch được gì tối thiểu hắn đã biết được một ít tin tức mấu chốt tẩn chiếu hỏa chủng từng đốt phế qua một tên nhục thân tiên thiên còn có tang lão cái tên này hình như nghe qua ở chỗ nào rồi căn cứ tin tức tiếu thất tu trong lúc lơ đãng để lộ ra ông ta hẳn biết thứ mình ăn là ẩn chiếu hỏa chủng, đồng thời có khả năng có quan hệ với lão đầu đáng chết kia. Đây cũng là nguyên nhân vì sao từ tiểu thụ không có tiếp tục dây dưa. Cấu kết gây án A, từ tiểu thụ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiếp tục luyện hóa khí tức nóng rực này ra ngoài thân thể, trước mắt hắn cũng chỉ có thể làm được như thế. Chỉ bất quá, khí tức nóng bỏng kinh khủng theo hắn luyện hóa, lại có một phần nhỏ chảy vào trong khí hải của hắn. Sẽ không đốt khí hải ta thành cho đấy chứ, từ tiểu thụ ủy khuất mơ mơ màng màng bị lão đầu kia âm một hắn bỗng nhiên nghĩ đến cơ duyên tiếu thất tu nói lúc trước có lẽ lão đầu đáng chết kia muốn thử một chút xem mình có thành công luyện hóa cái gọi là tẩn chiếu hỏa chủng này hay không việc đã đến nước này hắn không còn đi xoắn suýt cái đồ chơi kia đã từng đốt phế qua một tên nhục thân tiên thiên không ai hỗ trợ vậy chỉ có thể dựa vào bản thân màn sáng trên lôi đài lưu chuyển danh tự định ra lập tức có hai người đi tới người xem reo hò, hiện trường sôi trào, nhưng khoái hoạt chỉ thuộc về bọn họ. Từ tiểu thụ cắm đầu khổ luyện, thỉnh thoảng còn xuất ra xích kim đan ngửi một cái, dùng khoái cảm dung hòa thống khổ, thuận tiện chữa trị thân thể một chút. Nhận công kích, điểm bị động, cộng một. Nhận công kích, điểm bị động, cộng một. Tin tức trong đầu liên tục đổi mới, từ tiểu thụ mỗi thời mỗi khắc đều đang bị thiêu đốt lấy, đổi lại lúc bình thường hắn sẽ thập phần vui vẻ, nhưng bây giờ ha ha đốt phế qua một tên nhục thân tiên thiên câu nói này tựa như ác mộng thỉnh thoảng xẹt nhanh qua đầu hắn hô ta còn muốn tham gia trận đấu thế nhưng thứ này nên giải quyết thế nào cho dù kiệt lực duy trì trạng thái của hắn cũng cực kém từng đầu kinh mạch trong cơ thể bị đốt đoạn lại bị hắn lần lượt dùng xích kim đan tu bổ loại thống khổ này có thể nghĩ ngô có lẽ có thể thông qua chiến đấu phát tiếp những khí tức này ra. Không biết qua bao lâu, từ tiểu thụ khoanh chân tu luyện bỗng nhiên lóe lên linh quang, hắn mãnh liệt đứng lên. Ý nghĩ này, nói không chừng thật có thể thành công. Nhìn lôi đài xa xa, nơi đó đã chiến rất nhiều trận, chỉ là vẫn chưa rút đến mình. Lúc này trên lôi đài có một nam tử áo trắng đứng đấy, thần sắc có phần lạnh, cầm một thanh băng hà kiếm, một kiếm chém ra, biến đối thủ thành băng điêu, thành công giành lấy chiến thắng. Triều Thanh Đằng, thắng. Ánh mắt từ tiểu thụ sáng lên, băng, giờ khắc này hắn đang nghĩ có nên để cho tên gia hỏa kia chém mình một kiếm không, đoán chừng sẽ dễ chịu đến bạo tạc. Nhưng mà, Triều Thanh Đằng, cao thủ tiên thiên. Chuyện này thật khiến người ta hoảng hốt luống cuốn. Màn sáng lần nữa lưu chuyển, hai cái danh tự đại thần xuất hiện. Từ tiểu thụ, Trương Phất, vừa mới nói xong, tràn diện một lần reo hò sôi trào loại tình huống này trước mắt chỉ xuất hiện qua một lần đó chính là thời điểm cao thủ tiên thiên triều thanh đằng ra sân đến rồi đến rồi từ tiểu thụ mở to hai mắt từ đống cát sắp xuất hiện hả vì sao gọi là từ đống cát ngươi không biết ta nói cho ngươi nghe từ tiểu thụ này tiến vào khu vực thi đấu từ tiểu thụ không nói hai lời bay lên lôi đài lần nữa chạy tới trước mặt tiếu thất tu khẩn cầu ta đánh thắng người này ngài trị liệu cho ta một chút mặt tiếu thất tu đen thui con mẹ nó loại tuyển thủ gì thế này ta là trọng tài ngươi tưởng ta là ai chạy tới nói chuyện với ta như vậy đám trọng tài ở phía sau lập tức có người vui vẻ nhìn con hàng này tiếu lão đại mới bao lâu đã bắt đầu phiền người khác cũng vui cười hết sức tò mò quan sát từ tiểu thụ trở về vị trí tiếu thất tu nổi giận nói từ tiểu thụ chỉ cái cổ của mình có khói ứa ra hắn cũng không tốt lắm nhưng đây là trọng tài hắn có thể làm sao ngài xem một chút ta đều đốt đỏ lên ta cũng là tuyển thủ ta có quyền được yêu cầu được trị liệu ha ha hiện tại vẫn chưa thi đấu không liên quan đến ta tiếu thất tu cũng muốn trị cho hắn nhưng thứ này đừng nói ông ta cho dù gọi nhân viên y tế ngưu bức nhất tới không giải quyết được chỉ có thể để từ tiểu thụ ngạnh kháng. Từ tiểu thụ nghe vậy hai mắt sáng lên, đúng, trước khi thi đấu không liên quan đến ngài, nhưng mà trong lúc thi đấu bị thụ thương, ta liền có thể được trị liệu. Ừm, đúng là như thế, hắn gật đầu thật mạnh, rất lớn tiếng nói, với lại dựa theo quy tắc, còn phải giúp ta hồi phục đến trạng thái mạnh nhất. Tiếu thất tu cảm thấy rất không tốt, ngươi cút ngay cho ta. Trương Phất Trương Phất ở đâu? Lên mau trên lôi đài từ tiểu thụ khí thế bức nhân chỉ thấy thần sắc hắn tùy tiện hở ngực lộ nhũ toàn thân huyết hồng nhiệt khí bốc lên hiển nhiên là hình tượng chiến thần trương phất ở đâu lên đánh với ta một trận từ tiểu thụ hô to một mặt là muốn chọc giận trương phất để y công kích mình một phương diện khác là hy vọng tiếu thất tu nhìn thấy sắp phát sinh tình huống thảm thiết xuất thủ cứu mình đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là giải quyết tận chiếu hỏa chủng ở trong cơ thể mình khu chờ trương phất cùng hảo hữu một mặt lo lắng ta thấy hay là trực tiếp nhận thua cho rồi hắn là từ tiểu thụ hiện tại chỉ xếp sau hai đại tiên thiên thanh danh hiển hách không mất mặt trương phất hơi do dự thế nhưng ngươi nhìn bộ dáng của hắn gia hỏa này thật đã cắn thuốc thời điểm hắn giết văn trùng ngươi không nhìn thấy quân tử không quan tâm cái thiệt ở trước mắt hiện tại nếu ngươi đi lên nhẹ thì ngủ mã phanh thay, nặng thì bị chém thành muôn mảnh. Trương Phất rùng mình một cái, cảm thấy bằng hữu nói rất có đạo lý. Nhưng mà... Gã giơ tay lên, quan sát dấu răng trên đó, cao mày nói, thế nhưng hôm qua ta vừa mắng hắn, hôm nay vừa gặp liền nhận thua, chẳng phải sẽ rất mất mặt. Mặt mũi quan trọng hay là mạng quan trọng? Trương Phất ngẫm lại, vẫn lắc đầu một cái nói, hắn không nhất định có thể phá được phòng ngự của ta gã hất tay bằng hữu muốn kéo mình lại bay lên trên lôi đài hai hồ đồ phía sau là tiếng thở dài thê lương ngươi chính là trương phất từ tiểu thụ nhìn nam tử to lớn nắm đấm to như đống cát rất tốt thứ này đánh lên người tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm muốn chính là loại hiệu quả này hắn đắc ý liếc tiếu thất tu một cái đến lúc đó dưới sự chất vấn của người xem không tin ngươi thấy chết không cứu chỉ cần ông ta cứu mình, sao có thể không để ý đến thứ đồ nát trong cơ thể mình, Trương Phất chấp tay một cái, gặp qua từ sư huynh, ta có luyện một môn đại kim đồng thể, nhục thân phòng ngự tuyệt hảo, hy vọng sư huynh vui lòng chỉ giáo. Đại kim đồng thể, bước chân từ tiểu thụ lão đảo một cái, đây mẹ nó không phải linh kỹ loại hình phòng ngự, ta cần ngươi đánh ta a, à, sao lại tu luyện loại vật này, thiệt thòi cho thân thể tốt đẹp kia. Tiếu thất tu lập tức cười, ông ta sao có thể không biết từ tiểu thụ có ý đồ gì lập tức vung tay lên tranh tài bắt đầu từ tiểu thụ cảm thấy không ổn tuyệt đối phải bức đối phương xuất thủ nếu không kế hoạch của mình sẽ bị ngâm nước nóng hắn ngoắc ngoắc tay khiêu khích đối trương phất đứng trung bình tấn ra hiệu địch không động ta không động trương phất nhẹ nhàng cười khẽ quát một tiếng đồng dạng đứng trung bình tấn linh lực quanh thân phun trào làn da hóa thành màu vàng đồng tràng diện một lần nữa lâm vào giằng co người trên khán đài cười điên rồi ha 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 ta phục đang tranh tài đó hai tên kia đang làm cái quái gì đại kim đồng thể của trương phất chỉ có một thức sau mới là phản kích từ tiểu thụ làm gì không phải hắn có chiêu thức công kích sao lên đi lên chỉ sợ ngươi không biết cái gì gọi là từ đống cát từ tiểu thụ ta cho tới bây giờ chỉ có phần bị đánh một ngày không bị đánh toàn thân ngứa ngáy khó chịu ha ha ta không được, ta có thể nhìn bọn hắn đứng trung bình tấn quấn tới tối. Tiếu thất tu sầm mắt lại, tổng số lần ông ta đen mặt một năm còn không bằng một ngày hôm nay. Hai tên khốn này, đang làm gì, thi đấu, mời tuyển thủ chú ý, thời gian thi đấu chỉ có hai phút đồng hồ. Từ tiểu thủ nhíu nhíu mày, trương phất này định lực không tệ, xem ra là không có ý định xuất thủ, kế hoạch A của mình đi đời, chẳng lẽ thật phải dựa vào chiến đấu phát tiết khí tức nóng bỏng trong cơ thể. Hắn ngược lại có thể đánh, nhưng sợ gia hỏa này không nhịn được. Từ tiểu thụ quay đầu nhìn về phía Tiếu Thất Tu, thật không cứu ta. Ha ha, Tiếu Thất Tu chỉ cười ha ha. Ngài có tin ta xuất thủ, hắn sẽ chết không? Từ tiểu thụ chỉ chỉ Trương Phất. Sắc mặt Trương Phất đều tái rồi, gã cảm thấy chân tê rần, cưỡng ép đè lại xúc động muốn nhảy xuống lôi đài. Vợ chồng trẻ có ân oán tự mình giải quyết, nhất lên ta tính là anh hùng hảo hán gì? ánh mắt tiếu thất tu lạnh lẽo, tiểu tử này, dám uy hiếp ta, cho ngươi động thủ, nếu Trương Phất chết, coi như ta thua. Trương Phất cảm thấy chân mình đang run rẩy, mẹ kiếp, lão tử không phải vật đánh cược, ta là một người sống sờ sờ. Đám trọng tài ngồi ở phía sau đều kinh ngạc. Tiếu lão đại nổi giận. Ta thảo, từ tiểu thụ này được đó, vậy mà có thể khiến cho tiếu lão đại nói chuyện như vậy, ta phục. Hắc hắc, ta đã nói tên từ tiểu thụ này rất tà môn mà, bất quá, hiện tại ta ngược lại lo lắng cho tên tiểu tử đối diện. Cửu cảnh Hẳn có thể gánh vác được. Trên lôi đài, từ tiểu thụ nghe thấy lời nói của tiếu thất tu, hơi nhíu mày, trong mắt của hắn thậm chí không có trương phất, trực tiếp nhìn về phía tiếu thất tu. Ngài xác định, hắn thôi động khí tức, ẩn chiếu hỏa chủng trong cơ thể, mãnh liệt đánh một quyền xuống mặt đất. Phanh, lôi đài toát ra một cái hố to, khí tức nóng bỏng trong nháy mắt nổ tung, đốt phương viên mấy trượng thành một màu đen kịch. Ta thật cắn thuốc, không ai có thể đỡ được. Từ tiểu thụ tạo dáng gồng lên, hiển lộ cơ bắp của mình. Chỉ có thế, tiếu thất tu tỏ vẻ kinh thường. Trương Phất mệt mỏi, gã nhìn thấy từ tiểu thụ hời hợt, cũng nhìn thấy tiếu thất tu kinh thường, nhưng gã càng thấy được tương lai rét lạnh của mình. Cứu mạng, ta thật không muốn liều một quyền này của từ tiểu thụ đã dọa gã phát hoảng càng khiến cho đám người trên khán đài hít thở không thông ôi mẹ ơi lực phá hoại này trương phất quá thảm rồi dù sao cũng là tuyển thủ thắng ba trận vòng đột phá đối mặt với từ tiểu thụ vậy mà không có một điểm tồn tại nào van cầu các ngươi nhìn trương phất một chút lại nói chân hắn đang run run kìa trương phất quả thật đang run không chỉ chân run âm thanh cũng bắt đầu run rẩy từ sư huynh hạ thủ lưu tình, vừa rồi ta nói, vui lòng chỉ giáo, ngươi đừng coi là thật, cứ xem như gió thổi. Gã ăn nói khép nép nói, cho chút thể diện. Khán phòng trực tiếp cười phun ra, từ tiểu thụ gặp tiếu thất tu không nói, mãnh liệt xông tới, hưởng thụ thời khắc cuối cùng của sinh mệnh đi. Ánh mắt tiếu thất tu gắt gao nhìn hắn, mặc dù cảm giác tiểu tử này đang nói giỡn, nhưng vạn nhất hắn nói thật thì sao, bành, từ tiểu thụ đánh một quyền vào ngực trương phất, khí tức bành trướng nóng bỏng tỏa ra hắn cảm thấy một trận khoái cảm phát tiết xìu tóc trương phất đều quéo lại ngay cả y phục cũng có vài nơi cháy đen nhưng lại không nhúc nhích tí nào từ tiểu thụ kinh ngạc vậy mà có thể đỡ được một quyền năm phần khí lực của mình được đó đã phát tiết có tác dụng phòng ngự đối phương cũng mạnh như thế vậy cũng không cần cứu ta cứu trương phất đi hô hắn thở sâu khí tụ đang điền lần đầu tiên vận dụng linh lực để công kích tay trái ngưng khí tức nóng bỏng kinh khủng ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được giống như có một ngọn lửa vô hình khiến cho không gian xung quanh hơi vặn vẹo con ngươi trương phất co rụt lại chống đỡ nhất định phải chống đỡ tiếp xong một chưởng này lại nhận thua tuyệt không mất mặt từ tiểu thụ nhàn nhạt mở miệng một quyền một chưởng trương phất luống cuốn lập tức đổi giọng ta nhận quanh lưu quang hiện lên từ tiểu thụ đánh một chưởng vào ngực gã, hư không bạo phá, sóng nhiệt mắt trần có thể nhìn thấy nổ tung, tảng đá trên lôi đài trong nháy mắt băng liệt, cháy đen. Một chưởng này bổ xuống, linh lực bành trướng như cự nhân đập mũi, lập tức quất bay trương phất. Gia hỏa này, lời còn chưa kịp nói, trực tiếp bị chấn choáng bay ra lôi đài, sau khi rơi xuống đất còn kéo ra một đạo khe rảnh thật dài. Phốc phốc, trong nháy mắt thân hình đình chỉ, hỏa hoa bắn ra bốn phía, cả người trương phất bắt đầu thiêu đốt. Cứu người, tiếu thất tu rống to. Thiên sứ áo trắng thậm chí không cần ông ta gọi, trong chớp mắt trương phất bay đi liền lên đường, người dập lửa, người chữa thương, mỗi người chăm chú thực hiện nhiệm vụ của mình. Thoải mái. Từ tiểu thụ lấy ra một viên xích kim đang ngửi một cái, thoải mái trên rỉ thành tiếng. Đánh ra một chưởng này, khí tức nóng bỏng trong cơ thể giảm gần một nửa, mặc dù vẫn còn thống khổ, nhưng thắng ở xuất khí. Nhìn tiếu đại trọng trài đang trừng trừng mình, hắn vô tội nói, ta đã lưu thủ, nếu không y đã chết. Tiếu thất tu. Người xem. Toàn trường liên tục vang lên âm thanh hít khí lạnh. Thật là một quyền một chưởng. Sao ta vừa cảm thấy trương phất thật đáng thương, lại có chút muốn cười, rõ ràng đánh sống đánh chết đánh vào 64 cường, kết quả. Buồn cười thì buồn cười, thế nhưng từ tiểu thụ cũng quá mạnh đi, thực lực này đã không kém hạng nhất hạng nhì là bao rồi. Đến giờ ngươi còn nhìn không ra, gia hỏa này khả năng thật là nhục thân tiên thiên. Nhục thân tiên thiên. Không biết, mấy ngày trước đã có người phân tích qua, nói có 70% khả năng, hôm nay một quyền một trưởng vừa ra, đoán chừng phải có 90%. Câu nói kia khiến cho không ít người trầm mặt xuống, nhục thân tiên thiên, thứ này được thế nhân công nhận cực khó tu luyện, thậm chí nỗ lực cũng không có khả năng có hồi báo. Vậy mà thực sự có người luyện thành, có lẽ là do từ tiểu thụ cắn thuốc. Ngươi nhìn khí lãng nóng rực kia, rõ ràng không phải năng lực lúc đầu của hắn. Đúng đúng, ta cũng nghĩ vậy, loại người này nên cấm thi đấu mới phải, hắn đều tự mình xin cấm so tài, sao trọng tài lại không quản. Có người lòng sinh ghen ghét, một mảnh âm thanh kháng nghị, đương nhiên truyền đến tai Tiếu Thất Tu. Ông ta tỏ vẻ khinh thường, thậm chí lười giải thích rõ mỗi người đều có cơ duyên của mình, có ai quy định qua, trước khi tranh tài ngươi nhất định không thể tu luyện một loại công pháp siêu cường nào đó, nói như vậy, còn không bằng không cho phép tu luyện, đột phá trong lúc thi đấu, sau khi thi xong cộng đồng đột phá, từ tiểu thụ là như thế, tan lão cho tẩn chiếu hỏa chủng, thậm chí cũng không thể xem như cơ duyên, làm không tốt, liền sẽ có kết quả thân tử đạo tiêu. Có bản lĩnh ngươi vậy tu một cái nhục thân tiên thiên, nói không chừng vậy có người bắt ngươi làm nhân thể thí nghiệm, từ tiểu thụ phối hợp trở lại khu chờ, tranh tài tiếp tục tiến hành, 64 tiếng 32, vẫn còn rất nhiều trận chưa đánh, hắn có thời gian nghỉ ngơi. Một bên hút lấy xích kim đan, một bên chú ý cột tin tức, hắn không khỏi vui cười. Nhận kính nể, điểm bị động, cộng 142. Nhận ghen ghét, điểm bị động, cộng 874. Nhận trào phúng, điểm bị động, cộng 113. Nhận công kích, điểm bị động, cộng 1. Từng đợt tin tức xuất hiện, soát không phải điểm bị động, mà là lòng người. Ngươi nghe một chút, trên sân bao nhiêu người đang cổ vũ, ngươi lại nhìn một chút, có bao nhiêu người vụn trộn đố kỵ ta, chật chật. Từ tiểu thụ thuận mắt nhìn phía dưới. Điểm bị động, 42.888. Bịch, hắn đụng đầu vào trên lan can, trên khán đài truyền đến tiếng dễu cợt, điểm bị động lần nữa bảo đến 43.003. Làm sao lại nhiều như vậy? Từ tiểu thụ mộng, hắn nhớ ngày hôm qua thi đấu đánh xong 3 trận, cũng chỉ mới hơn 10.000, làm sao qua một buổi sáng, tăng lên nhiều như vậy, hắn minh tư khổ tưởng, cũng không thể nhớ lại mình rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến người người oán trách. Giết văn trùng, không có khả năng, khi đó mình còn ở trong kết giới, phần lớn điểm bị động đều không lấy được, cho dù nhận được, Đoán chừng cũng chỉ hơn mấy trăm Trăng hết cỡ hơn ngàn Làm sao có thể bạo hơn ba vạn Từ tiểu thủ tranh thủ thời gian Quay đầu lật xem cuộc tin tức Từng hàng đều cực kỳ khách quan chân thực Cũng chỉ mấy chục, mấy trăm Không có điểm bạo suất nào Chẳng lẽ hệ thống phạm sai lầm Trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này Một giây sau liền trực tiếp loại bỏ Hắn tình nguyện tin tưởng thiên thạch Từ trên trời rơi xuống còn hơn Ngồi xếp bằng trên ghế từ tiểu thụ uống một ngụm nước tự an ủi, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết mình đến cùng đã phát sinh chuyện gì. Nhận công kích, điểm bị động, cộng 1. Nhận công kích, điểm bị động, cộng 1. Trong lúc ngốc trệ, cuộc tin tức vẫn một giây một đạo tin tức như cũ, vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn đổi mới, từ tiểu thụ chóng mặt nhìn xem, bỗng nhiên vỗ đầu óc. Tẩn chiếu hỏa chủng, hắn tự hồ minh bạch cái gì? Thời gian rạng sáng, sau khi mình ăn thứ này, thân thể không phải liên tục thiêu đốt hay sao, mà đối với thiêu đốt, hệ thống hẳn phán định mỗi giây tính là một lần công kích. Cũng chính là mỗi giây tăng thêm một điểm bị động. Phải, gia tăng từng chút từng chút một, nhìn như không đáng chú ý, thế nhưng từ tiểu thụ quả thật. Không chú ý cho nên kéo một khoảng thời gian dài. Tính lại xem, lúc gặp lão đầu chết tiệt kia, hẳn là giờ thìn, đến bây giờ ước chừng đã qua ba canh giờ từ tiểu thụ bắt đầu xuề ngón tay, sau đó xuề cả đầu ngón chân tính. Ba canh giờ, cũng chính là sáu giờ, một giờ sáu mươi phút, một phút sáu mươi giây. Hơn hai mươi nghìn giây, hơn hai mươi nghìn điểm bị động, xùy, trong lỗ mũi từ tiểu thụ toát ra hai đạo hơi nóng, ghế vuông dưới mông trong lúc hắn lơ đãng mất đi linh lực bao khỏa, triệt để bị nóng chảy. Bành một tiếng, hắn đập mông xuống đất. Nhân viên công tác lập tức chạy tới, hỏi thăm phát sinh chuyện gì từ tiểu thụ ngơ ngác phất tay ra hiệu không sao, nhân viên công tác liền muốn rời khỏi, hắn vội vàng gọi lại, chờ một chút, ngươi giúp ta tính thử, một ngày có bao nhiêu giây? Một ngày. Con ngươi nhân viên công tác đảo một vòng, hẳn là 86.400. Ba, cái chén trong tay bị bốc nát, từ tiểu thụ vừa muốn dãy dụa đứng lên, lập tức lại mềm nhũng ngã xuống đất, ngươi nói gì, nói lại lần nữa. Nhân viên công tác nhìn thân thể tỏa ra nhiệt khí của hắn, đỡ không được, không đỡ cũng không xong, chỉ có thể trả lời nói, 86.400. Lộc cộc Từ tiểu thụ nuốt ngụm nước bọt, hơn 8 vạn, sắc mặt hắn lập tức trở nên đặc sắc, một hồi thống khổ, một hồi hạnh phúc, một hồi chấn kinh, một hồi cười ngây ngốc. Nhân viên công tác không biết hắn nổi điên cái gì, nhớ vừa rồi đám trọng tài căng dặn. Vô luận từ tiểu thụ yêu cầu gì hay có trạng thái gì, đều không cần để ý tới hắn, xem như đồ đần là được y yên lặng rời khỏi nơi này thầm nghĩ không hổ là trọng tài đại nhân liệu sự như thần từ tiểu thụ cầm xích kim đang hít một hơi thật sâu dùng thân thể run rẩy tới an ổn tâm tình kích động kết quả phát hiện xích kim đang sắp dùng hết thời gian mới nửa ngày hai bình đang dược kiều trưởng lão cùng trọng tài cho hắn lúc trước đều đập xong từ tiểu thụ rất đau lòng đây là đồ tốt cứu mạng đó bất quá bởi vậy cũng có thể thấy uy lực của tẩn chiếu hỏa chủng không giống bình thường bất quá sau khi ý thức được giá trị của thứ này từ tiểu thụ đã không còn muốn phát tiết một lần mà là bắt đầu vui mừng lên thống khổ ha ha nhìn một chút liền qua sau lưng những người thành công có ai không có thống khổ to lớn vẹn vẹn chú ý thống khổ sao có thể cảm nhận được tiêu xài khoái hoạt hắn vẫy tay một cái lần nữa gọi nhân viên công tác đến phân phó nói ngươi đi tìm tiếu trưởng lão chính là tổng trọng tài trên lôi đài kia đòi ông ấy một xích kim đan nhớ kỹ lấy nhiều một chút. Nhân viên công tác nhìn hắn giống như đang nhìn một thằng ngốc. Ngươi đang suy nghĩ cái rắm gì, mặt từ tiểu thụ vốn đã đỏ, đương nhiên không chút e lệ, ta nói cho ngươi tam ngôn quyết, ngươi ghi lại. Thứ nhất, nếu như ông ấy không đáp ứng, ngươi liền nói, không cho nhân viên y tế, cũng nên cho xích kim đang chứ, ta cũng là tuyển thủ, không nhịn được. Nhân viên công tác sắp điên rồi, ai dám nói chuyện với tiếu trưởng lão như thế, Ông ấy là đại trưởng lão Linh Pháp Các, không phải lão đầu bán đồ ăn trên đường. Còn đòi thêm, ngươi nằm mơ, thứ hai, nếu như ông ta vẫn không đáp ứng, ngươi liền nói, ha ha, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang cấu kết gây án, thí nghiệm trên nhân thể, ngữ khí phải nặng, nói chuyện phải hung ác. Nhân viên công tác choáng váng, tên từ tiểu thụ này thực có can đảm, còn ngữ khí nặng, nói hung ác, sao ngươi không lên trời luôn đi, thứ ba Lúc này ông ấy nhất định đã đáp ứng, không thể nào không đáp ứng, ngươi liền nói một câu cuối cùng, cho cũng đã cho rồi, ngài còn không ngài lấy ra chút điểm ấy. Cho nhiều một chút. Nhân viên công tác cười lạnh thành tiếng, tự ngươi đi đi. Vì mà ta đi, từ tiểu thụ lập tức không vui, ta là tuyển thủ, ngươi là nhân viên công tác, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. Lúc nữa ta còn phải lên đánh trận, hiện tại phải dưỡng thương, ngươi tranh thủ thời gian cố lên, đừng sợ, tên kia không đáng sợ, ngươi phải biết địa vị càng cao càng để ý thân phận, không có lý do ông ta sẽ không xuất thủ. Thân thể nhân viên công tác lão đảo một cái, lý do tìm đường chết ngươi cho vẫn chưa đủ, đi đi. Từ tiểu thủ phất tay, nhân viên công tác nhất thời không biết phản bác như thế nào, đành phải đau khổ rời đi. Ta thật khổ, ta muốn đổi việc. Nhân viên công tác vừa đi, từ tiểu thụ lập tức trở lại giao diện màu đỏ sắc bén, hậu thiên level, 9, sắc bén, hậu thiên level, 10. Sắc bén, tiên thiên level, 1, từ tiểu thụ ngậm một viên linh tinh trong miệng, thỉnh thoảng hút một cái, đồng tử giãn ra, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Quả nhiên, thời điểm không có tiền, vĩnh viễn không tưởng tượng nổi có tiền vui sướng đến giường nào. Trong lúc điểm bị động sung túc, hắn vung tay thêm điểm, cũng chỉ mới tốn 3.000, đối với hơn 40.000 điểm bị động mà nói, đây chỉ là xóa đi số lẻ. Sau cường tráng, từ tiểu thụ rốt cuộc nên đón kỹ năng bị động cấp bậc tiên thiên thứ hai. Sau khi sắc bén thăng cấp lên tiên thiên, bên ngoài thân thể hắn xuất hiện đạo đạo ánh sáng trong suốt du tẩu, phản phất có thể xé rách vạn vật, vĩnh viễn trường tồn, muôn phần thần dị. Tâm niệm từ tiểu thụ vừa động, ánh sáng hội tụ đến cánh tay, hình thành thủ nhận, xẹt qua mặt đất một cái. Xoẹt, tựa như mũi kiếm lướt qua, mặt đất xuất hiện một đường ngấn sâu con mắt từ tiểu thụ sáng lên hắn hội tụ ánh sáng đến đầu ngón chân lại xẹt qua mặt đất xoẹt dày rách ra từ tiểu thụ nhưng nhìn đường vân giống như vết kiếm ở dưới chân hắn vẫn không kìm được hưng phấn quả nhiên mỗi kỹ năng bị động thăng cấp đến cấp tiên thiên đều sẽ thuế biến hắn nhớ tới cường tráng vừa vào tiên thiên liền đồng thời kéo nhục thân của hắn vào cấp tiên thiên bây giờ sắc bén vào tiên thiên vậy mà xuất hiện ánh sáng trong suốt khiến cho mỗi bộ vị trên người mình có năng lực cắt xé cường hãn đây quả thực là thần khí của thích khách khó lòng phòng bị nếu ở trong trận đấu đột nhiên tới một chiêu lưu âm thối có thể cắt địch nhân thành hai nữa từ tiểu thụ nghĩ đến không khỏi rùng mình một cái quá kinh khủng bởi vì là kỹ năng bị động không có thời gian thi pháp không có khúc nhạc dạo ta liền thoải mái thi triển đi ra ngươi cản thế nào ngươi không cản được cho dù ngươi đỡ được liêu âm thối lại có thể chống đỡ được ba ngàn sợi tóc đen của ta từ tiểu thụ đang nghe truyện trên tv audio cv ý tưởng đột phát ngưng tụ ánh sáng trong suốt ở trên tóc tiện tay móc ra một khối linh tinh ném lên không trung xoẹt xoẹt tóc quét qua linh tinh cứng như bàn thạch hóa thành mảnh vỡ điêu tàn rơi xuống đất phát ra tiếng vang lạch cạch lạch cạch từ tiểu thụ chấn kinh ý tưởng này chỉ là đột nhiên xuất hiện thật có thể hắn nhìn linh tinh trên mặt đất, vô cùng đau lòng, quá lãng phí, vừa rồi nên dùng tảng đá là thí nghiệm mới đúng. Từ tiểu thụ rốt cuộc ý thức được hệ thống bị động cường đại, mỗi một cái kỹ năng bị động, đều tương đương với linh kỹ có thể thăng cấp, hơn nữa còn không cần tu luyện. Trước mắt, hắn đã có được hai môn linh kỹ tiên thiên, còn có hai môn đang đơi tăng lên tiên thiên. Đây còn không phải trọng yếu nhất, mấu chốt là kỹ năng bị động, người dùng tốt, vậy nó liền có thể biến thành kỹ năng chủ động, thật là đáng sợ. Từ tiểu thụ một bên ngây ngốc cười, một bên tiện tay đổi 10 thanh chìa khóa bị động, trước quất 10.000 điểm bị động, không đủ lại đến. Lúc đầu ác chủ bài lớn nhất của hắn chính là một thức bạch vân du du kia, kết quả bị văn trùng ép bại lộ, hiện tại hắn đã không còn tuyệt chiêu áp đáy hòm. Ác chủ bài toàn bộ bại lộ, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải tìm thêm kỹ năng bị động có tính sát thương, nếu không những trận sau, gặp phải mạc mạc cùng triều thanh đằng hai đại tiên thiên, nói không chừng thật không đánh thắng nổi. Từ tiểu thụ có thể nói là vô cùng bành trướng, chí ít ở trước mắt hắn xem ra, ngoại môn chỉ có hai người này có thể miễn cưỡng giao thủ với hắn. Mà sự thật đúng là như vậy, mạnh như văn trùng, lưu chấn, trương phất, từng người đều bị hắn chém rớt ngựa, ở trong mắt người xem, hắn thậm chí có tư cách tranh đoạt vị trí đầu bảng từ tiểu thụ cắm từng thanh chìa khóa vào trong lòng tràn đầy mỹ hảo nếu lại có thể đen màn hình một lần nữa thì càng sướng lần trước tinh thông kiếm thuật mang đến huyển cảnh mây trắng giúp thực lực không chỉ tăng lên gấp đôi hắn đương nhiên khát vọng tiến thêm một bước theo một cái chìa khóa cuối cùng biến mất từ tiểu thụ y theo lệ cũ đoạn quát một tiếng uống giáo hoàng phụ thể nói xong hắn mong đợi nhìn về phía cột tin tức cảm ơn đã chiếu cố Cảm ơn đã chiếu cố. 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 Đây. Bịch, Từ Tiểu Thụ quỳ xuống đất, hai mắt trợn trắng, choáng ngã xuống mặt đất. Nhân viên công tác đang đợi lên lôi đài cảm thấy kỳ diệu, y nhìn Từ Tiểu Thụ nổi điên thấy hắn cắt mặt đất, lại hất tóc, một người chơi đến quên cả trời đất, cực kỳ giống tiểu bằng hữu trong nhà. Nhưng mà, làm sao lại ngã xuống rồi, đây là đại sự. Y vội vàng chạy tới lay tỉnh từ tiểu thụ, sau khi tỉnh lại, hai mắt từ tiểu thụ trở nên thất thần, nhìn cuộc tin tức, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ta thảo. Trọng tài đại nhân nói quả nhiên không sai, tên từ tiểu thụ này có độc. Làm một nhân viên công tác hợp cách, y có một ít kinh nghiệm chữa bệnh và chăm sóc, có thể nhìn ra được tinh thần từ tiểu thụ bị trùng kích nặng nề, dẫn đến hôn mê. Nhưng mà, con mẹ nó tự hất tốc đến choáng váng, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy, ba ba ba, nhân viên công tác dùng linh lực liên tiếp vuốt mặt từ tiểu thụ, cuối cùng mới vuốt tỉnh hắn, từ tiểu thụ lần nữa tỉnh lại, trong mong nhìn qua y, hai hàng thanh lệ cứ như vậy chảy xuôi xuống. Nhân viên công tác luống cúng, tình huống như thế nào? ta không có nhân lúc ngươi hôn mê làm chuyện có lỗi với ngươi a à, ngươi đi đi ta không muốn nhìn thấy ngươi để cho ta một mình yên tĩnh từ tiểu thụ khóc nói nhân viên công tác y quay đầu liền đi vô cùng quyết tuyệt từ tiểu thụ đáng chắc hắn đã nghĩ đến kinh kết quả khủng nhất thế nhưng thật không ngờ nó thật sự phát sinh là mười ngàn điểm bị động đó cứ như vậy đổ sông đổ biển ngươi chơi ta ư ngay cả lại đến một chai cũng không có Người tàn khốc, người vô tình, người cố tình gây sự, từ tiểu thụ cảm thấy thân thể bị móc sạch, không còn khí lực từ dưới đất bò dậy, hắn nghĩ tới 30.000 điểm còn lại, có nên dùng để tăng phương pháp hô hấp cùng tinh thông kiếm thuật lên hay không, không được, ta không tin, lại đến 10 lần. Từ tiểu thụ là một người vĩnh viễn không chịu thua, chí ít hắn cho rằng như vậy, cho nên lần nữa mua 10 cái chìa khóa. Lần này nếu lại không có thứ gì, ta liền. Liền ai hắn thở ra một hơi cuối cùng vẫn nhận sợ yên lặng cắm chìa khóa thẳng đến một thanh cuối cùng biến mất uống giáo từ tiểu thụ theo bản năng lên tiếng nhưng âm thanh lại dần dần nhỏ xuống hắn im lặng nhìn trời được rồi không lãng nổi nữa cảm ơn đã chiếu cố lại đến một chai cảm ơn đã chiếu cố lại đến một chai cảm ơn đã chiếu cố cảm ơn đã chiếu cố. Thu hoạch được kỹ năng bị động cơ sở, sinh sinh bất tức. Lại đến một chai. Cảm ơn đã chiếu cố. Cảm ơn đã chiếu cố. Con mắt từ tiểu thụ lập tức toát ra lục quang, cả người hưng phấn nhảy cẩn lên. Ngươi nhìn độ dài không bằng nhau này. Ra hàng, ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cùng tiếu, 20 cái chìa khóa, mang ý nghĩa có thể tăng hai cái kỹ năng lên cấp tiên thiên, hiện tại đổi một cái kỹ năng bị động đáng không đáng từ tiểu thụ biểu thị rất đáng đẳng cấp có thể từ từ tích lũy điểm bị động tăng lên nhưng không có kỹ năng mảng cái rắm hắn ôm cây cột nhún nhảy giống như bị điên miệng toát đến mang tai khu chờ lập tức vang lên tiếng cuồng tiếu điên rồi điên rồi nhân viên công tác nhìn từ tiểu thụ không ngừng cọ lấy cây cột cảm thấy mình vừa mở ra một cánh cửa mới một người cuồng hoang lại có thể vui sướng như vậy, là ta không theo kịp trào lưu thời đại sao. Y thăm thẳm thở dài, nhìn qua cây cột bị từ tiểu thụ ôm ấp, rất là lo lắng. Mỗi lần hắn nhảy nhảy, cây cột liền bị xoay một chút, đây là chuyện đáng sợ tới cỡ nào. Từ tiểu thụ nhìn giao diện màu đỏ, cột đầu tiên. Một, kỹ năng bị động cơ sở, phương pháp hô hấp, hậu thiên level. Một, sinh sinh bất tức, hậu thiên level. Một, kỹ năng bị động mới xuất hiện, rõ ràng ở trong phần kỹ năng bị động cơ sở khiến từ tiểu thụ có chút ngạc nhiên hắn đã không phải tay mơ hoàn toàn không biết gì về hệ thống so sánh với nhau công dụng của kỹ năng bị động cơ sở có lẽ không bằng kỹ năng bị động kéo dài nhưng tính phụ trợ tuyệt đối đáng sợ điểm này chỉ cần nhìn vào phương pháp hô hấp liền biết kỹ năng này hắn vẫn chưa tăng một cấp nào cũng không phải nói kỹ năng này không mạnh tương phản nó quá mạnh liền tác dụng phụ đã có chút kinh khủng, khiến cho từ tiểu thụ nhìn mà phát khiếp. Cho nên, sinh sinh bất tức, cũng cường đại như vậy. Từ tiểu thụ suy nghĩ ý nghĩa của kỹ năng bị động này, sinh mệnh lực vĩnh viễn không ngừng, nếu là như vậy, chẳng phải đối với tình huống trước mắt, có trợ giúp lớn lao, hắn nội thì cơ thể, lực chú ý dồn vào khí hải, chú ý đến tận chiếu hỏa chủng chưa từng bị luyện hóa. Nó chỉ lớn cỡ móng tay, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại cực kỳ khủng bố thậm chí không cách nào định lượng thứ này tồn tại một khắc từ tiểu thụ liền bị dày vào một khắc mỗi một phút mỗi một giây nó đều đang phóng thích khí tức nóng bỏng điên cuồng ăn mòn thân thể từ tiểu thụ huyết dịch gân mạch xương cốt bao gồm bất kỳ tế bào nào mà nó xâm lấn toàn bộ đều bị khí tức nóng trực bao trùm từ tiểu thụ bề ngoài huyết hồng nhưng chỉ là nhìn đáng sợ trái lại trong cơ thể hắn có thể nói là thương tích đầy mình từng khối huyết nhục bị thiêu đốt đến phỏng và lở loét từng đầu kinh mạch bị nướng đứt ra nhưng hết lần này tới lần khác phương pháp hô hấp tồn tại khiến cho hắn tại thời điểm thương thế sắp tăng thêm chỉ cần hít một hơi xích kim đan liền có thể trong nháy mắt khôi phục chống đỡ thêm chút thời gian mà bây giờ xích kim đan của hắn đã thấy đấy không thể ngửi thế nhưng trong lúc nội thị quan sát gân cốt kinh mạch bị phá hủy trong cơ thể hắn thế mà đang dần phục hồi lại như cũ. Tốc độ khôi phục đương nhiên chậm hơn tốc độ phá hủy, nhưng mức độ khôi phục này đã mạnh hơn người bình thường gấp đôi. Từ tiểu thụ lập tức biết, đây là hiệu quả sinh sinh bất tức. Cho nên, tác dụng của kỹ năng bị động mới xuất hiện, chính là gia tốc khôi phục thương thế bản thân, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ tiểu thụ không chần chờ, sau 20 liên trúc, hắn chỉ còn 20.000 điểm bị động, thế là thuận tay đổi 5 điểm kỹ năng, trực tiếp thêm vào kỹ năng bị động này. Sinh sinh bất cứ, hậu thiên level, 6, cơ hội dùng tốc độ mắt trần cũng có thể nhìn thấy, từ tiểu thụ cảm giác thần thanh khí sản, trong cơ thể tuôn ra sinh cơ bành trướng, trong nháy phục hồi gần một nửa thương thế của hắn. Quả nhiên, từ tiểu thụ một mặt kinh dị, đây là thần kỹ A, hắn lần nữa đổi 5 điểm kỹ năng, trực tiếp mãn lên. Sinh sinh bất cứ, tiên thiên level, một một cỗ lực lượng sinh cơ nồng đậm hóa thành gợn sóng vô hình khuếch tán khiến cho nhân viên công tác không ngừng liếc trộn từ tiểu thụ bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn y giật nảy mình lập tức không dám nhìn lén nữa bất quá lại cảm thấy bản thân tinh lực vô hạn vô cùng nhớ nhà ngoại nhân còn như vậy từ tiểu thụ càng không cần phải nói hắn há hốc miệng một mặt chấn kinh nội thị tình huống trong thân thể mình tốc độ phá hủy của tẩn chiếu hỏa chủng lại bị sinh sinh bất tức cưỡng ép dung hòa, song phương dằn co, cân sức ngang tài. Chuyện này, từ tiểu thụ ngốc trệ, tốc độ khôi phục, có chút đáng sợ a à, phải biết, tẩn chiếu hỏa chủng chỉ dùng thời gian nửa ngày, liền cơ hồ tiêu hao hai bình xích kim đan của hắn, trồng rã gần 10 viên. Mà tốc độ khôi phục của sinh sinh bất tức lại sánh ngang với nó, há không phải có nghĩa là, cùng loại thương thế, sau này mình không cần phục dụng xích kim đan nữa như thế có thể giúp mình tiết kiệm bao nhiêu tài nguyên. Sau đó, nhân viên công tác không kìm được lòng hiếu kỳ, một mặt chấn kinh nhìn từ tiểu thụ từ trong giới chỉ trên cổ rút ra cửu phẩm linh kiếm, hung hăng vạch vào lòng bàn tay mình một cái. Phốc, máu vẩy ra, nhân viên công tác cảm thấy rất không tốt. Hất tóc đến hôn mê coi như xong, hiện tại lại bắt đầu tự hoại thân thể, tên từ tiểu thụ này, thật có bệnh à. Từ tiểu thụ không để ý đến những thứ này, hắn nhìn vết thương trên tay mình đang nhanh chóng khôi phục không tới một lát đã hoàn hảo như lúc đầu ngay cả sẹo cũng không lưu lại ít 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 từ tiểu thụ rốt cuộc nhịn không được phát nổ nói tục sinh sinh bất tức cấp tiên thiên sức khôi phục vậy mà còn nhanh hơn cả xích kim đan cộc 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 nơi xa truyền đến tiếng bước chân từ tiểu thụ nhìn lại là nhân viên lúc trước trở về trong ngực y ôm mười bình đang dược mặt mũi không thể tin mình y theo từ tiểu thụ nói tiếu trưởng lão thật cho xích kim đan, hơn nữa còn tận 10 bình, giống như nằm mơ vậy. Quan trọng nhất, những đan dược này, đều là cho không, từ tiểu thụ lập tức nhếch miệng cười nói, lấy được 10 bình. Nhân viên công tác giống như người mơ mới tỉnh, chất phát gật đầu. Từ tiểu thụ, sướng hay không? Nói chuyện với đại trưởng lão linh pháp các như thế, hẳn là thời khắc vinh quang nhất cuộc đời này đi. Nhân viên công tác gật đầu như giả tỏi thoải mái là được rồi còn có chuyện thoải mái hơn từ tiểu thụ vung tay lên cho ngươi hết nhân viên công tác không được không được đây là đồ của ngươi ta tuyệt đối không thể nhận y vẫn là phản ứng lại mặc dù không biết tên từ tiểu thụ này nổi điên cái gì nhưng y có phẩm đức nghề nghiệp tuyệt không hối lộ từ tiểu thụ vui cười nói không sao ta tình nguyện ngươi thu nhân viên công tác lắc đầu thật không cần từng từ tiểu thụ nhận lấy 10 bình đang dược, mắt nhân viên công tác đang bày ra vẻ mặt hâm một khác, đến, đều cho ngươi. Nhân viên công tác giáp, nhân viên công tác ất, hai người đều trầm mặt, liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương khắc chế cùng khát vọng. Từ tiểu thụ nhịn cười, không sao đâu, nơi này chỉ có hai người các ngươi, không ai nhìn thấy. Hai người lắc đầu. Từ tiểu thụ nhịn không được, ta đang vui vẻ như vậy, các ngươi nhất định làm ta mất hướng sao. Mỗi người hai bình, không thương lượng. Nhân viên công tác còn muốn lắc đầu, từ tiểu thủ rút tàn khổ ra, khanh một tiếng cắm kiếm xuống đất. Có cầm hay không? Cầm. Sảng khoái. Mười bình đang dược, cuối cùng vụn trộn đưa ra ngoài bốn bình. Hết cách, gan bọn gia hỏa này quá nhỏ, cho không cũng không dám lấy, hắn còn phải dùng kiếm éo, uy bức lợi dụ hai bút cùng vẽ, từ tiểu thụ cuối cùng vui vẻ đưa ra ngoài. Dù sao cũng là xích kim đan, đây chính là thuốc chữa thương, có đôi khi cầu còn không được, cho nên hai tên nhân viên công tác cũng vui vẻ phá giới một lần. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, bọn họ đều vô cùng chính trực, điểm này, kiếm của từ tiểu thụ có thể làm chứng. Tới gần hoàng hôn, tốt 32 rốt cuộc quyết ra, dựa theo lệ cũ, hôm nay sẽ phải chọn ra tốt 16 từ tiểu thụ vừa đưa xong đang dược, chưa kịp sảng khoái, sau một khắc liền nghe thấy trọng tài hô tên mình, hắn lập tức rời khỏi khu chờ tiến về lôi đài. Ánh chiều tà tung xuống, kéo cái bóng của hắn ra thật dài. Hai tên nhân viên công tác mỗi tay cầm một bình xích kim đan, cảm thấy bóng lưng người kia tràn ngập mị lực trước kia chưa từng có. Ta tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, từ tiểu thụ hắn là người như thế. Ừ. Hào phóng, xuất khí, không bám vào khuôn mẫu. Ừ. Mặc dù có đôi khi sẽ nổi điên, nhưng ngược lại thập phần đáng yêu. Ừ. Ta. Quẹ. Ừ, hả? Xuất vân thai, chủ lôi. Từ tiểu thụ. Chu thiên tham. Dưới trời chiều, hai đạo bóng dáng cao gầy đi vào, Chu thiên tham không cách khu chờ từ tiểu thụ quá xa, vừa ra khỏi cửa hai người liền gặp nhau. Từ tiểu thụ nhìn thấy thanh đao còn to hơn cả người của đối phương ở phía sau, còn có ánh mắt sáng trực chiến ý, hài lòng gật đầu. Xem ra, sẽ không nhận thua. Cũng đúng, đã là thi đấu tấn cấp 32 tiếng 16, sao có thể từ bỏ cơ hội này, Chu Thiên tham thập phần tuấn tú, thế nhưng lại dụng bộ dáng tiêu sái kia khắc khổ nghiên cứu bá đao chi thuật, cộng thêm một chút thiếu niên dữ tợn, khiến cho nữ đệ tử trên khán đài thét lên. Trên lôi đài gã nhẹ nhàng cắm bá đao trên mặt đất, hai tay khoanh ở trước ngực, hơi nhất hàm. Hậu thiên kiếm ý, nhục thân tiên thiên. Từ tiểu thụ, Chu Thiên tham ta thừa nhận, ngươi rất mạnh. Ở trong ngoại môn, ngươi đủ xếp dưới ta, đứng hàng thứ năm phong vân bản. Người xem xôn xao, không ít người bị bá khí lạnh thấu xương tinh phục. Chu Thiên tham nói chuyện, cho người ta một loại cảm giác không thể nghi ngờ, phối hợp thêm thực lực hạng bốn phong vân bản, Gã quả thật thập phần bá khí. Từ Tiểu Thụ Phong Kinh Vân đạm cười. Lần đầu tiên, sau khi hắn lên đài bị người khiêu khích, mà không phải hắn đi khiêu khích người khác, loại cảm giác này vô cùng mới mẻ. Còn không đợi hắn mở miệng, Chu Thiên Tham đã tiếp tục nói, nhưng mà, mục tiêu lần này của ta là đầu bảng. Cho nên, ngươi chỉ có thể thần phục ở dưới đao của ta. Nói xong, gã rút kim hoàng bá đao ra, đao chỉ từ Tiểu Thụ đao ý bành trướng vô biên mãnh liệt ập tới ken két, đao ý tàn phá bừa bãi phụ cận lôi đài bị chém thành mảnh nhỏ hậu thiên đao ý kháng đài trong nháy mắt bị chấn kinh trong mắt từng người tràn đầy vẻ không thể tin chu thiên tham lúc nào luyện thành hậu thiên đao ý trời ạ à. nhìn bộ dáng thu phát tự nhiên kia tuyệt đối không chỉ một năm từ tiểu thụ nguy hiểm bằng vào đao ý này đủ để đối cứng tiên thiên ta tưởng y nói tranh đứng đầu bảng là khoác lác, hiện tại xem ra, thật không nhất định. Tiếu thất tu đồng dạng bị khiếp sợ đến, kẻ này vậy mà thâm tàn đến tận đây, tiểu tổ thi đấu, thi đấu đột phá đều không có ai có thể bức y lộ ra toàn bộ thực lực, nếu không phải đối thủ là từ tiểu thụ, chỉ sợ hậu thiên đao ý của y có thể nghẹn đến trận chung kết đi, từ tiểu thụ nguyên bản phong khinh vân đạm, dáng cười trì trệ, đây mẹ nó tình huống như thế nào, hậu thiên đao ý, còn thu phát tự nhiên, hắn nghĩ tới mình chỉ phát một thức bạch vân du du liền bị rút khô toàn bộ linh lực lại nhìn đối phương một chút hoàn toàn không thể so sánh nhưng mà thua người không thua trận khóe miệng từ tiểu thụ kéo một cái cười nói chu sư đệ chớ có gió lớn đau đầu lưỡi đau ý lạnh thấu xương của chu thiên tham trì trệ khán đài lập tức từng vang lên tiếng cười lớn ha 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 hình như ở ngoại môn từ tiểu thụ đã nằm trong nhóm già nhất rồi cái gì mà nhóm, cơ bản cũng chỉ còn một mình hắn, người đồng lứa với hắn đều đã tiến vào nội môn hết rồi. Cũng đúng, nói vậy chẳng phải từ tiểu thụ chính là đại sư huynh ngoại môn. Trên lý luận là như thế, nhưng hắn ở ngoại môn 3 năm, trước kia không hiển sơn không lộ thủy, kém chút bị đá ra khỏi linh cung. Hiện tại không biết vì sao đột nhiên bộc phát, biến thành hắc mã, cảm giác giống như bị người đoạt xá. Ha ha ngươi thật biết nói đùa, còn đoạt xá nghĩ thử xem, mạnh như mạc mạc, triều thanh đằng, ở trước mặt hắn cũng chỉ là đệ đệ muội muội. Ha ha ta không chịu nổi, các ngươi nhìn Chu Thiên Tham, mặt đều đen. Chu Thiên Tham quả thật đã sầm mặt lại, nhưng đau ý lại càng đáng sợ hơn, tiếu thất tu thấy bầu không khí đạt đến bạo điểm, lập tức vung tay lên. Tranh tài bắt đầu. Chờ một chút, Chu Thiên Tham quét ngang đao, nhàn nhạt mở miệng, nghẹn đến cảm xúc tăng vọt của tiếu thất tu trì trệ đây đều là tuyển thủ gì bị từ tiểu thụ làm hư đúng không từng tên kỳ hoa như thế người xem cũng hiếu kỳ gia hỏa này không đánh còn muốn tất tất cái gì có một việc ta muốn nói rõ ràng trước khi đánh chu thiên tham nói chuyện ngày hôm qua văn trùng đánh lén ngươi đúng là đáng xấu hổ nhưng từ tiểu thụ ngươi cũng không nên đoạt tính mạng y hơi trừng trị là được nhưng ngươi vậy mà hung ác hạ độc thủ gã cầm đao chỉ thẳng từ tiểu thụ trong mắt bao hàm chính nghĩa chi sắc, trong mắt Chu Thiên Tham ta xem ra, ngươi cũng chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, không thành đại sự. Giờ phút này từ tiểu thủ rất muốn khoác một cái áo choàng cho gã, khinh thường nói, đây là ngươi trước khi đánh muốn châm biếm một phen, giết người trước tru tâm. Chu Thiên Tham sững sờ, tự hồ bị nghẹn lại nói, ta không có giết người trước tru tâm, ta chỉ luận sự. Ha ha, ngươi có ở gần lôi đài không? ngươi có nhìn thấy rõ ràng không? Từ tiểu thụ pháo ngữ liên tiếp, ngươi cái gì cũng không biết, đi lên liền nói bậy một trận, đổ tội lung tung, có phải hiện tại ta nói ta cố ý, ngươi liền có thể công khai hạ thủ với ta? Không phải, không phải như vậy. Chu Thiên tham luống cúng, tay cầm đao liên tục đông đưa, mặt trướng đỏ bừng, giống như muốn nói gì, lại không nói nên lời. Không cần nói, từ tiểu thụ một câu phủ đầu, như Thái Sơn áp đỉnh, ta biết câu tiếp theo ngươi sẽ nói ta miệng lưỡi bén nhọn. Không, ta không có. Ha ha, đám người các ngươi, luôn đứng tại điểm cao đạo đức chỉ trích người khác, nhưng chưa từng nghĩ qua, cái gọi là ngôn từ chính nghĩa, mới thật sự là tru tâm. Chu Thiên Tham liên tục lui bước, ánh mắt tan rã, đau ý đã bị từ tiểu thụ áp chế đến không còn hình dáng, gã mãnh liệt dựng đau lên, chống đỡ thân hình, không có ý định nói nữa. Làm sao, từ tiểu thụ đổi đề tài nói lúc không nói thì ngươi muốn nói lúc nói rồi nói không lại liền động thủ chu thiên tham cầm đao trảm không được không trảm cũng không xong không biết làm thế nào muôn phần xấu hổ từ tiểu thụ mặt ngoài bình tĩnh kỳ thật trong nội tâm đã sớm cười điên hắn đã nhìn ra chu thiên tham chính là loại người chỉ có vai u thịt bắp tinh thần trọng nghĩa bạo rạp thập phần nhiệt huyết bình thường chỉ thấy được vẻ bề ngoài dễ bị người khác lung lạc biến thành vũ khí sử dụng, ngốc khờ đến đáng yêu. Người trên khán đài đều bị kinh trụ, lời nói này của từ tiểu thụ không chỉ trả lời cho sự tình ngày hôm qua, mà còn chắn đám người lòng mang ý đồ xấu đến rối tinh rối mù. Ô ô, từ tiểu thụ thật đáng thương, ta trách lầm hắn. Chu thiên tham đáng giận, rác rưởi, Vô sĩ. Giết người tru tâm. Ít ít ít, các ngươi điên rồi à, chu tâm không phải là từ tiểu thụ con mẹ nó con hàng này thật biết nói ta kém chút tin lời hắn chu thiên tham cố lên đừng bị hắn lừa gạt cầm đao chém hắn đi giữa sân từ tiểu thụ nhìn gia hỏa đối diện do dự sắp nhận thua lập tức ý thức mình thành công vội vàng mở miệng chu sư đệ mặc dù mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài nhưng mà là một tên luyện linh sư hợp cách một khi bước lên lôi đài tuyệt không thể mở miệng nhận thua cần biết chưa chiến đã sợ đối địch đại kỵ không đánh mà chạy luyện linh sĩ nhục chắp tay mà hàng nhân sinh chỗ bẩn hắn hất ống tay áo lên tiên khí bồng bềnh trong miệng nói năng hùng hồn đầy lời lý lẽ chu thiên tham đối diện nhất thời cảm thấy đại định gã cuộn kim hoàng bá đao lại trong mắt tái khởi chiến ý chắp tay nói từ sư huynh thụ giáo từ tiểu thụ hơi hơi gật đầu lộ ra bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy tiếu thất tu khanh kim hoàng bá đao cùng tàn khổ lần đầu giao phong từ tiểu thụ liền bị chấn lui linh lực trong cơ thể phun trào kém chút phun ra một ngụm nghịch huyết sảng khoái chu thiên tham ha ha cười to tiếp tục sắc mặt từ tiểu thụ cổ quái lần đầu tiên nhục thân tiên thiên không chiếm ưu thế về phương diện lực lượng ngay cả lời kịch cũng bị cướp đáng giận không thể cứng đối cứng từ tiểu thụ nghĩ ngợi hậu thiên đao ý của đối phương nhất định là loại hình chính diện ngạnh cương mình lấy đoạn đối trường nhất định sẽ bị đánh một mặt đầy máu hắn ngược lại muốn thử dùng sắc bén cấp tiên thiên đánh với gã thế nhưng lại sợ bị một đao chém thành hai khúc cho nên đành thôi như thế cũng chỉ có thể dùng đao pháp của y đến ma luyện hậu thiên kiếm ý nhìn đối phương lần nữa bổ tới một đao mang theo khí thế liệt thiên từ tiểu thụ tay cầm tàn khổ trong đầu xuất hiện vô số kiếm chiêu hôm đó nhìn thấy được ở bên trong huyễn cảnh sát nhân chi thuật giấu sâu trong thức hải. Kim Hoàng đến đỉnh, từ tiểu thụ nghiên kiếm đón đỡ, mắt nhìn thấy bá đao theo sóng kiếm két két trượt tới, hắn lắc thân kiếm một cái, ung dung vận dụng tứ lạng bạc thiên cân, mãnh liệt hất bá đao ra. Xoẹt, nhất kiếm phong hầu lướt qua, Chu Thiên Tham mãnh liệt ngửa ra sau, mấy sợi tóc dài uyển chuyển rơi xuống. Gã thuận thế lật một cái, bá đao xoay vòng, linh lực bành trướng nhất lên, hung hăng bổ về phía đầu gối từ tiểu thụ. Bang, từ tiểu thụ một kiếm không trúng, sách ngược tàn khổ cắm xuống mặt đất, lại tinh chuẩn đâm vào hộ thủ bá đao, phát thành tiếng vang vù vù. Hai người đối mắt, không khí dường như có khói lửa lóe sáng, đều thấy được lửa nóng trong mắt đối phương. Từ tiểu thụ chấn động cánh tay, trong nháy cả hai cùng lui. Hiệp một trong nháy mắt kết thúc, khán đài vang lên từng tiếng to lớn, mọi người nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Xuất hiện, hậu thiên đao ý vơ sớt hậu thiên kiếm ý. Ba Thảo, thật mạo hiểm, nếu sơ sẩy một chút, không phải Chu Thiên Tham bị phong hầu thì chính là từ tiểu thụ bị đoạn hai chân, trận chiến đấu thật đặc sắc. Đúng vật, hai người bọn họ đều phản ứng rất nhanh, đây là tình huống thi đấu tấn cấp mới có, thật không quen nhìn loại cục diện nghiền ép kia. Đúng đúng, hai người mới qua mấy hơi, sinh tử đã liên tục luân chuyển. Đám người còn chưa hết hưng phấn, liền thấy Chu Thiên Tham bình tĩnh cầm đao, nhưng cũng không công kích mà là phóng khoáng cười to nói từ tiểu thụ tiếp ta một đao cửu triều tịch cửu triều tịch là một thức đao pháp liên miên bất tuyệt sóng sau cao hơn sóng trước thật muốn thành thế phối hợp hậu thiên đao ý thu phát tự nhiên thử hỏi ai có thể đón lấy gã dựng thẳng đao lưỡi đao từng tất từng tất rút lên khí thế cũng đồng thời tăng theo thiếu niên cầm kiếm đối diện không nói lập tức nhắm mắt lại giữa sân trong nháy mắt biến ảo khôn lường liền các bay đều giống như chậm lại ý cảnh hoàn toàn khác biệt xen lẫn đao kiếm bắt đầu ràng buộc lẫn nhau ken két lôi đài bên dưới truyền đến âm thanh không chịu nổi kết giới đều bắt đầu kịch liệt rung động người xem ngồi nghiêm chỉnh ngón tay giao kết ngay cả tiếu thất tu cũng nhắm mắt lại toàn lực chú ý hình như có trùng thiên chi ý nổ tung cả bầu trời cũng chấn động theo một giây sau chu thiên tham chặt một đao đao ý hóa thành thủy triều ập lên mãnh liệt vết ra mà từ tiểu thụ mở mắt ung dung lướt qua một kiếm, như mây trắng ban ngày, thu thập toàn bộ thủy triều vào lòng. Khanh khanh khanh, người xem nín hơi ngưng thần, thình lình nhìn thấy cách hai người mấy trượng, ý cảnh vậy mà lộ ra chân hình. Chỗ thủy triều cùng mây trắng đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh văng khắp nơi, âm thanh binh khí vang lên không dứt. Ít ít ít, như thế ra sức. Một người nhịn không được lên tiếng, liền có người lập tức mắng chửi nói, đừng nói chuyện, im miệng. Quần áo từ tiểu thụ vang lên tiếng sào sạc, tay hắn hóa thành tàn ảnh, nhìn như như bạch vân du du, kỳ thực đang cao tốc bay múa. Vô tận kiếm quang từ thân tàn khổ chém ra, thanh cửu phẩm linh kiếm này, lần đầu tiên được bộc phát toàn lực, đại hiển thần uy, hưng phấn đến ông ông tác hưởng. Chỉ bất quá, cho dù hắn thỉnh thoảng xê dịch thân thể, tránh đi những đao quan mình không đỡ nổi, quần áo trên người vẫn xuất hiện vết máu loang lỗ. Nhận công kích, điểm bị động cộng 1. Nhận công kích, điểm bị động, cộng 1. Cục tin tức không ngừng đổi mới lấy, đao ý của Chu Thiên Tham vô cùng bá đạo, chỉ là nhẹ nhàng trảm rách da lông, cũng có thể mang đến thống khổ cực điểm, lực lớn sắc bén kinh khủng ngưng tụ trên vết thương, khiến thường nhân khó mà chữa trị. Lúc này sức khôi phục đáng sợ của sinh sinh bất tức liền triển lộ ra. Mỗi một lần vết thương vỡ ra, kỹ năng bị động liền lập tức phát động, đao ý thường nhân khó mà ma diệt, vậy mà không đến một lát, liền được chữa trị như lúc ban đầu. Trong lòng từ tiểu thụ cười đến nở hoa, thầm nghĩ không hổ là, kỹ năng bị động cơ sở, tốc độ hồi máu này đúng là gần bằng lo gần rồi. Chu Thiên tham lại khác, gia hỏa này chỉ đứng bất động một chỗ, bước chân đều không chuyển một tấc vẹn vẹn chém ra mấy đao liền có thể bước từ tiểu thụ lui lại. Ha ha ha, từ tiểu thụ, ngươi không có cách nào. Đao thế cửu triều tịch hình thành, đừng nói là ngươi tiên thiên tới chu thiên tham ta đều có thể chém xuống huống chi ngươi chỉ có hậu thiên kiếm ý khoan hãy nói ý cảnh đao kiếm giữa sân cơ hồ thiên về một bên từ tiểu thụ sắp bị đao quan ép ra khỏi lôi đài từ tiểu thụ cố lên đứng lên lột hắn ngàn vạn lần đừng bị trảm xuống lôi đài ô ô ô cả người đều là máu từ tiểu thụ a a a tim ta rất đau tiểu thụ đừng liều mạng Mau vào trong ngực tỷ tỷ, ta không chịu nổi, làm sao nhiều máu như vậy? Từ tiểu thụ quả thật máu me khắp người, nhưng đây đều là giả tượng có được không? Hắn tận lực dùng đại giới nhỏ nhất đổi lấy cơ hội cầu sinh dưới đao quang, cho nên vết thương trên thân thể cơ hồ không có có chí mạng hay ảnh hưởng đến hành động. Mà dưới sinh sinh bất tức điên cuồng vận hành, trạng thái của hắn cơ hồ kéo căng. Chém ra từng thức kiếm chiêu, từ tiểu thụ hóa thân bọc biển đói khác, thông qua chu thiên tham cho ăn, không ngừng chiếu rọi sở học trong não hải, kiếm chiêu chưa từng xuất thế cơ hồ trong chốc lát dung hội quán thông. Mắt thấy sắp ngã ra lôi đài, hắn không chút do dự, đổi hai điểm kỹ năng, trực tiếp điểm vào tinh thông kiếm thuật. Tinh thông kiếm thuật, hậu thiên level, 2, tinh thông kiếm thuật, hậu thiên level, 3, trong chốc lát, trong đầu tràn vào tri thức vô biên, từ tiểu thụ rống to một tiếng, du tẩu ở giữa đao quang, một kiếm thu lấy tất cả đao ý, mạnh mẽ bắn ra bành hư không bạo phá kết giới vù vù chu thiên tham bị chấn động từ từ lui lại một mặt chấn kinh người xem cũng không hiểu đầy đầu dấu chấm hỏi từ tiểu thụ đây là đột phá hình như vậy tại cường độ cao áp chế hắn vậy mà xoay người một kích động tác thu kiếm cuối cùng kia rất giống thức thứ hai bạch vân kiếm pháp vân quyển vân thư nhưng mà chiêu thứ ba kia giải thích thế nào bạch vân kiếm pháp thức thứ ba cũng không phải như vậy chuyện này ngươi hỏi ta ta hỏi ai từ tiểu thụ quả thật có đột phá một kiếm kia cũng là học theo địch hình nhi bất quá thức thứ hai hắn chưa luyện thành vừa rồi dưới tình thế cấp bách vậy mà mạnh mẽ thay đổi kiếm chiêu sinh sinh đẩy bạch vân kiếm pháp sang một phương hướng khác hoặc là nói mặc dù hắn dùng bạch vân du du nhập đạo nhưng kiếm pháp đã không còn là bạch vân kiếm pháp trong mắt tiếu thất tu ẩn chứa chấn kinh từ tiểu thụ vậy mà trong chiến đấu bằng vào kiếm ý đổi kiếm pháp đây là chuyện ngay cả kiếm tông cũng không dám tùy tiện thử chỉ dựa vào kiếm ý vậy mà có thể đánh thành dạng này phần tư chất này gần như không tồn tại từ tiểu thụ tựa như huyết nhân vốn toàn thân đỏ thẫm lúc này áo quần rách nát ngay cả đầu tóc cũng có dính vết máu cho dù như thế khóe miệng hắn vẫn khẽ nhếch cười rút kiếm nói chu sư đệ có thể nhanh lên được không đừng dừng lại nha. Chu Thiên Tham bị phá cửu triều tịch, vẫn ở bên trong trạng thái kinh sợ, nghe vậy mặt mũi dữ tợn, rút đau xùy cười. Vừa hợp ý ta. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.